Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Ngày hôm nay Mai rất vui được gặp các bạn Và sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ năm Chúng ta cùng đón nghe và đừng quên tập 6 Chính là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nha các bạn cho các bạn có được giây phút thư giãn thú vị Cùng với tập 5 qua giọng đọc của Mai Một lúc sau, Cảnh Hân từ phòng học trở về Bây giờ mới cầm lên điện thoại Tính như gọi hai ba cuộc Cô còn nhắn tin Dòng chữ vỏn vẹn em mệt anh nhíu mày đọc thầm trong miệng Rồi nhìn mốc thời gian Một tiếng trước à Sau cùng kiên quyết giữ thái độ lạnh lùng không đáp lại Không muốn lo lắng hay hạ mình dưới cô Bác theo sau sớm nhận ra chuyện này Nay anh chỉ lặng lẽ phụ giúp công việc Chứ không thể lắm lời bàn tán được Chuyện riêng của hai người Thôi thì để họ tự giải quyết Duy chỉ là cả ngày nay Cảnh hân bề ngoài không lo Nhưng trong lòng nóng lên Đôi lúc nhìn điện thoại Giải quyết công việc cũng không tập trung Mà cứ chăm chăm cái đồng hồ cứ đếm từng giây trôi qua sau cùng hết sự kiên nhẫn vốn có cảnh hân thẳng thừng mặc áo vest đường hoàng ra khỏi phòng rồi liếc sang bắc đi về bác đứng phía xa mới đầu giờ chiều anh có mới ăn trưa xong định nghỉ một lát thế mà cảnh hân tan sớm như thế à nghiễm nhiên anh được hưởng sái theo hai người trên đường trở về biệt thự một bên thong thả nhìn đường một bên dối trí chăm chăm chiếc điện thoại trong tay bác được đà với trêu nếu lo lắng thế sao cậu không gọi cho cô chủ hoặc về từ nãy ấy cái kiểu vừa giận vừa thương đúng là khiến cậu trông ngu ngốc thật cảnh hân bị nói chúng liền xấu hổ gàn lên ý miệng đi tập trung công việc của cậu đi cả hai về đến biệt phủ cảnh hân lao như tên bắn từ ngoài sảnh rồi phăng phăng lên phòng ngủ không thấy cô đâu dương lộn xộn chăn gối anh thực cảm thấy khó hiểu tình như đi đâu rồi anh vật vờ đi lại quanh phòng những tưởng sự lo lắng cho cô dư tửa Nhưng bây giờ mới thấy cô ngã khụy dưới mặt sàn Nằm im không tiếng động Anh nhìn thấy giật mình chạy lại đỡ cô trong vòng tay Tình như tình như Em sao thế này tình như Anh áp tay lên bầu má Thấy mặt cô nóng bừng bừng Mồ hôi bết bát khắp vùng lưng Gọi mãi không thấy cô phản ứng Ngay cả hơi thở yếu ớt một cách đáng sợ Anh bấy giờ mới hối hận không kịp Bác à bác gọi bác sĩ mau lên Mau lên người tên bác rất nhanh nhẹn không rõ tình hình thế nào nhưng tức khắc làm theo sau đó chạy lên giúp đỡ hỏi han chết rồi cô chủ có chuyện gì thế này cảnh hân lau đi mồ hôi dịn quanh trán cô chết cái con mẹ nhà cậu ấy hình như sốt nặng rồi chết tiệt đấy mình chửi thì không được ư anh ta chửi thì được chắc rất nhanh thôi các vị bác sĩ của nhâm gia tới khám xét một hồi yêu cầu truyền nước cho tỉnh như đám cho cô cái khăn lạnh y tế Căn phòng được bật quạt gió nhẹ, với đi sự nóng bức tỏa ra từ thân nhiệt của cô. Sau cùng, bác sĩ đáp: "Cô chủ phát bệnh từ chiều tối qua, có lẽ thấy mệt mỏi nhưng không nghĩ là mình bị sốt nên không gọi bảo tôi. Sáng nay thì trở nặng, lại không qua ai bên cạnh cho nên ngất lịm đi thế này. Tình hình này cần phải theo dõi 2-3 ngày nữa." "Cảnh hân nóng ruột, chỉ là cơn sốt sao trở nặng thì thế, phải truyền dịch lại còn theo dõi 2 đến 3 ngày á?" Anh mới hỏi lại, "Tình hình cô ấy phức tạp thế à?" Vị bác sĩ nhìn cuốn sổ ghi chép trả lời, không. Bốn dĩ không chuyển biến xấu nếu được phát hiện kịp thời và tầm tối qua để dạng sáng nay. Cô chủ để bản thân cực nhọc vào hôm qua, không cho mình nghỉ ngơi, cho nên hệ thần kinh sinh ra ức chế. Sáng nay nằm ngất không ai biết, cho nên thành ra nguy hiểm như vậy. Một hồi đứng nói chuyện với bác, tiến bác sĩ ra về. Còn lại thì cảnh hân túc trực bên giường. Anh chỉ dám chạm nhẹ lên đầu ngón tay cô, cánh tay cô đâm sâu trước kim dài hai ống truyền dịch được để nơi đầu giường không khí trầm mặc đầy ngột ngạt cảnh hân nhớ đêm qua bấy giờ tiếng khóc đứt nở của cô vang lên trong đầu anh cảnh hân em mệt em thực sự chịu không được thế mà anh cứ mặc cô khóc rồi cưỡng ép cô không biết đêm qua cô van xin anh thế nào nữa đến sáng nay cũng nhắn tin gọi điện thế mà anh bỏ qua tất cả đặt cái tôi sự kiểm soát lên cao để cho cô khốn khổ khốn cùng Hình ảnh cô ngã khụy dưới sàn thực thảm thương Cánh tay bầm tím vì cú khụy xuống đập mạnh vào sàn Anh càng nghĩ càng tủi hận Đến anh có đang chửi rủa bản thân Chỉ bằng một nửa so với sự tức giận, uất nghẹn Mà tính như đã phải chịu đựng hôm qua Anh nhớ lời cô nói rằng ghét anh Chưa bao giờ thấy ghét bỏ như hiện tại Ông bà Nhâm cũng rất nhanh đã tới Bà Thanh có vẻ sốt sắng chạy lướt qua bắc Còn ông Thành thì trầm mặc theo sau Ông thở dài một hơi rồi nói chuyện với bác Mọi chuyện rốt cuộc thế nào thế Hai hôm trước con bé ở nhâm ra khỏe mạnh Rõ ràng vẫn tốt thế cơ mà Bác kính cần báo cáo Dạ bác sĩ bảo cô chủ mới phát sốt từ hôm qua Hình như cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi Nhưng cứ nghĩ là cảm bình thường Cho nên không mảy may quan tâm Còn ra ngoài tầm tối muộn Rồi sau đó mới trở về Nên là chắc bị cảm gió nữa Ông Thành đứng nhìn khoảng sân rồi nghĩ ngợi Tối qua thằng Cảnh Hân nó đi công tác về No nhìn con bé mà không biết em gái bị sốt à? Mọi hôm nó luôn là người nhạy cảm nhất với mọi vấn đề con bé cơ mà. Bác nghe thế cẩn trọng nghĩ ngợi. Chuyện của cảnh hân và tình như hơn tình cảm anh em bình thường thì anh có biết. Cũng tự hiểu không được công khai hay là ba hoa chuyện này với ai. nhất là khi đối đáp với ông bà Nhâm. Bác sau cùng lắc đầu trả lời. Tối qua đưa đón cậu chủ trở về xong tôi về ngay ạ. Cũng không rõ chuyện ra sao nữa. Có lẽ là cậu chủ đi công tác về thành ra mệt mỏi Ít để ý xung quanh hơn chăng thương ngài Ông nhầm thế thành khoác tay dưới túi Nghe vậy bật cười rồi nhàn nhạt, nhạt, nói Nó ít để ý ai Chứ nó mà không sốt sáng quan tâm tình như Tôi lại thấy lãi lạ Mà bác này cậu là thân tín của thằng Cảnh Hân Không chỉ riêng nó Mà còn là sứ mệnh của nhâm gia Tốt nhất có chuyện gì cụ thể nói cho tôi biết nghe chưa Nói rồi ông rời đi Để lại bác đứng trầm ngâm suy nghĩ Câu nói của ông đâu phải vô tư là tuôn đâu Mỗi câu từ có hàm ý riêng Người gợi ý con đường cho đối phương Vừa mở ra cơ hội bộc bạch nào đó Trên phòng Bà Thanh nhanh chóng bước vào Ánh mắt bình tĩnh cho đến khi thấy khuôn mặt tình như phờ phạc trên giường Cánh tay có có kim truyền dài ngoằng Khiến cho bà có chút thương chút giận Bà đi bên giường Ngắm nhìn cô nằm ngủ ly bì bên dưới Lại quay sang hỏi cảnh Hân Sao con bé nó trở nặng thế Hân khó nói anh gặp mặt xuống định thần vài hơi rồi đáp Tối muộn rồi đêm qua Cô ấy phát sốt nặng Con lại không để ý ạ Sáng nay con tới tập đoàn Lúc về thấy tình như ngã khủy dưới sàn ngất lịm đi ạ Bà nghe thế thở dài lẩm bẩm Thật là Con mẹ ốm mệt ở đâu cũng không nói ra Hai hôm trước còn nói chuyện hào hứng với mẹ Mới về đêm một ngày mà sốt nặng thế này á Anh thở dài trầm mặc Cũng là lỗi của con Con không để ý em ấy Những tưởng nhận được sự đồng cảm từ mẹ nên anh có chút tâm sự thổ lộ Ai ngờ bà nhàn nhã đáp Mẹ nói tình như thế thôi Chứ con bé bị gì cũng là lỗi của mày hết Thật ra bây giờ đang trong phòng Mẹ muốn giữ không gian yên tĩnh cho con bé nghỉ ngơi Chứ chút nữa ra khỏi phòng Mày cho mẹ tát một cái đấy Cái gì Anh vừa nghe liền đơ cả mặt Anh lẩm bẩm Mẹ sao lại thế Con có mới đi công tác về đấy Bà cười nhẹ gằn từng tiếng Con trai à Mẹ không quan tâm Con đã nhận chăm sóc tình như cẩn thận Hứa khi nào hai đứa ở riêng Bây giờ con để cho nó sốt thập tử nhất sinh thế này Mẹ nghĩ lại rồi Một cái tát ít quá Anh bần thần đứng đó Trong người mẹ yêu dấu là tượng đài trong lòng mình Này đang nói từng câu từng chữ Như dao găm vào lòng anh Biết bản thân không trông cậy gì được bà Thanh Anh đi ra khỏi phòng tìm ba Thấy ba dưới cầu thang Anh chạy lại khẩn thiết trình bày Ba, mẹ bảo mẹ tát con vì không chăm sóc cho em gái cẩn thận ông thành nghe vậy cười khẩy an nhàn lướt qua anh tỏ vẻ chẳng quan tâm mà hài lòng với quyết định này ngược lại cảnh hân sốt sắng ba ba làm chủ cho con dù gì con mới đi công tác về cũng là cống hiến cho nhà mình mà cái tát của mẹ con khỏi nói bà thanh mà ra tay sức công phà lớn đến nhường nào điều này chính ông thành từng trải qua thời trẻ còn nhớ lần đó hai người cãi nhau ông thành bấy giờ sốc nổi Hà vợ chồng to tiếng đến độ làm người ta phải chạy ra can ngăn chỉ trong một khoảnh khắc ông thành buông lời xúc phạm thành cô nên biết chỗ đứng của mình ở đâu chỉ sau tôi chỉ được đằng sau của nhâm thế thành này thôi biết chưa tôi cấm cô dám thái độ hỗn hào như thế này lần nữa nếu không tôi sẽ đấy khi ấy ông thành chưa nói hết lời bà thanh bấy giờ thẳng tay vung cái tát thực mạnh khiến cho ông ngã nhào dưới nền đất Cú tát mạnh đến bỏng rát cả da tay bà Cái tiếng chát nó vang lên sắc lẹm Khiến không khí trong nhà căng thẳng tột cùng Tất cả người làm nín thở đứng nhìn Một ông chùm trong giới Bị vỡ tát trước mặt mọi người Dĩ nhiên cái tôi trong lòng Lẫn sĩ diện bị đà kích nặng nề Đã vậy bà châm lời Này Thế Thành Anh sẽ giết tôi á Vậy giết đi Giết tôi như cái cách Anh hay xử đám đàn em của anh ấy Anh dám không hả Ông nhất thời không đáp chỉ biết ngồi lên rồi ôm lấy cái phần mặt lệch của mình Bà bé nói thêm mang đầy vẻ cao ngạo Nhâm Thế Thành Vậy là bao năm qua yêu đương Mấy lần khó khăn Lẫn kể cận cái chết Chúng ta tồn tại và thịnh vượng đến giờ phút này Tôi nghĩ sóng gió qua rồi Chúng ta có vị thế, có gia tài Có con trai độc tôn Nhưng mà không Hóa ra lúc gian khổ Người ta mới biết trân trọng nhau Còn khi có tiền vào ấy Lộ ra bản chất khác Ông Thành ngẫm ngẫm hồi ước năm đó, từ câu từng chữ nó găm vào lòng đến bây giờ, tuyệt nhiên không quên một bà thanh yêu kiểu cao ngạo thời thanh xuân, và đến bây giờ đầu hai thứ tóc mãi khiến trông mê như điếu đổ. Ông gật gù khuyên con trai một câu thực lòng. Này Hân, thà một phút sáng rồi dập tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu. Chịu một cú tát này đi con ạ, à. tát một cái coi như mẹ gian dạy rồi thôi. Chứ mày chống lại, khéo mẹ mày đánh thêm tao ấy. Cảnh hân hụt hẫng đứng chẳng vững Chống tay lên thành cầu thang Rồi lảo đảo lùi ra sau Bà Thanh đã làm chủ cho vợ nhỏ của anh như vậy Sau này Đúng cảnh anh phải dè chừng đôi phần Mà không rõ tình như lúc tình đối xử với anh thế nào nhỉ Hôm đó ghen đến mù quáng nổi điên nhất thời Hậu quả lại mãi sau này Hôm sau Tình như nằm nghỉ qua một đêm Được truyền dịch đầy đủ Người làm và lau người qua Đáp khăn mát trên chán Mọi thứ chăm sóc theo chu trình rất cẩn thận sát sao Nên mở sáng cô đã tỉnh Cô lơ mơ nhìn lên trần Đả mắt xung quanh lấy lại sự tỉnh táo Rồi sau đó nghiêng người ngồi dậy Bên tai và lên tiếng lạch cạch Sợi dây truyền dịch dài ngoằng Bất giác trên giọng cảnh hân vang lên sốt sắng Tình như à em tỉnh rồi à Em thế nào rồi Anh lúa cuống ngồi dậy Đang đắp chăn ngủ ngoài sofa Nghe tiếng động nhỏ là bật tỉnh Cô nhìn anh tiến lại gần mình Cảm giác ghét bỏ nó trỗi dậy trong đầu vang lên câu chửi bới Thực muốn xỉ vả vào mặt tên đốn mặt Cảnh hân toan chạm vào người cô Bị cô gắt gỏng Đừng, đừng chạm với em Sai ngồi đây, mới tỉnh dậy Mà đã thấy anh, em cực kỳ mệt mỏi Anh nhún nhường đáp Em sốt từ hôm trước mà không biết nên trở nặng Tôi ngủ ngoài sofa tiện trông coi em Giờ tốt rồi Nào, để tôi xem xem em có nóng không Bàn tay đưa lên Bị cô mạnh mẽ hất ngang Cô gằn lên nói có không phải anh khiến mọi thứ tồi tệ lên à Em đã nói em mệt Em cần đi nghỉ Nhìn tê khốn như anh chỉ nghĩ cho mình thôi Anh, anh thực lực biến thái Cô rõ đang mệt Ngồi dậy đau uể oải Thế mà chỉ cần nhìn thấy cảnh hân Cái tức nghẹn lẫn phân uất Nó dồn bứ lên cổ họng Cô chẳng màng bản thân đương yếu Cứ thế phát ra trạng thái tệ nhất với đối phương Điều này dĩ nhiên khiến cho anh giật mình Anh chưa thấy cô tức tối gắt gao đến thế Âu cũng là do mình Anh thầm nghĩ Cuối cùng thì anh hạ nước Tình như tôi sai rồi nhất định chịu tội với em sau Nhưng để tôi xem em ổn chưa nhé Em mới ngủ ly bì nguyên một ngày đấy Bản tay anh cứ vươn ra Gặp phải sự phản ứng hết sức bài xích của tình như Cô đập mạnh tay xuống giường Mặc cho cánh tay loằng hoằng Hai dây kim dài truyền dịch Đã nói đừng chạm vào tôi Anh cút đi Nhìn thấy anh tôi nhớ đêm trước Tôi ghét anh đến như nào Tôi ghét anh một Ghét cả cái cơ thể này của mình mười Tôi phải chịu sự tiêu khiển của anh đến bao giờ Anh cút đi Cô đỏ bừng cả khuôn mặt Lời nói đả kích nặng nề dáng vẻ trước đây chưa bao giờ anh thấy ở cô Điều này khiến anh cúm rúm bất an Tình 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 như à Em bình tĩnh nào để tôi gọi bác sĩ nhé Em đừng có tự tổn thương mình đấy Anh vừa nói vừa nhanh lùi ra sau Bấy giờ cô mới bình tĩnh trở lại Cô căm ghét từng cử chỉ của tên anh biến thái này Cả ngẫm nghĩ thời gian vừa qua cô tự nhiên nổi lên cảm giác tủ nhục vô hạn. một lúc sau bác sĩ tới, ông tận tình khám bệnh rồi bất ngờ bảo, tình như à cháu giỏi quá, ban đầu bác tưởng hai ba ngày mới bình phục hẳn, qua một ngày nghỉ ngơi đã tiến triển rất nhiều rồi. ông ghi chép rồi nói thêm, chuyển dịch nốt hôm nay là ổn, bác kê thuốc với anh hai cháu, cảnh hân đã rất lo lắng cho cháu đấy. cô như biến thành con người khác, đầy tức giận thở từng đợt nóng hổi, bác đừng có nhờ vả gì anh ấy. Cứ đưa người làm phục vụ cháu ạ Nói rồi cô từ từ nằm xuống Cảm ơn bác cất công tới đây khám giúp cháu Rồi cháu mệt quá Xin phép bác cháu nghỉ đây Vị bác sĩ trâu ra khó hiểu Sau cùng nói lời tạm biệt rồi thẳng thường đi ra Bên ngoài cảnh hân đứng trực nghe bác sĩ nói Thế nào rồi bác sĩ Tính như thế nào rồi Sức khỏe thì cơ bản tiến triển tốt Nhưng tinh thần có vẻ rối loạn Khó tính hơn bình thường Cảnh hân cũng tự hiểu vì sao anh trầm ngâm một lúc rồi chào bác sĩ ra về. Toàn đi lên phòng nhớ ra cô hiện giờ ghét bỏ mình đến cùng cực, thế là dừng ở cầu thang rồi đi lên thư phòng. Anh thả người xuống ghế sofa một cách lười nhát. Điện thoại đúng lúc reo lên là của mẹ. Cảnh Hân thở dài bắt máy. Con đây à? Ừ, em sao rồi con? Sáng nay tỉnh rồi thì tốt quá. Anh cũng mừng. Dù chuyện anh với cô giờ khó khăn, nhưng ít nhất cô đã ổn định. Vâng, em mới tỉnh rồi mẹ Bác sĩ vừa khám xong Còn con bé lại nghỉ tiếp rồi Bà Thanh gật gù Giặt dò và điều lặt vặt Rồi lại sực nhớ ra chuyện gì đó À, Cảnh Hân Trước đấy cái tình như có tâm sự gì với con về thằng Ngọc không Biết gì thì kể thêm cho mẹ nhé Lại cái tên này Cái tên Ngọc vang lên Làm anh nhớ về đêm hai hôm trước Vì cái tên này mà nổi điên phát tiết cô Trong lòng vẫn giận mình Vẫn đau đớn ghen tức Bà Thanh theo đó nói thêm mẹ mới gặp bác tâm hay giời ơi nghe bác ấy trình bày vài chuyện hóa ra thằng ngọc với cả như nhà mình chỉ là anh em tốt thôi thằng bé nó có người yêu rồi này đấy là còn là một người đàn ông đấy vì sợ nên giấu tiệt cả gia đình hôm trước mới cùng tình như mời bác tâm một bữa để thổ lộ cái gì cảnh hân vốn định không quan tâm thế mà bà thanh càng nói càng khiến anh dối trí anh lắp ba lắp bắp mẹ nói cái gì cơ người yêu đàn ông á cái con bé tình như này cũng thực là Nó biết thằng Ngọc vốn không hứng thú với phụ nữ Nên chủ động giúp thằng bé nói chuyện với gia đình Vì giữ thể diện cho Ngọc Cũng tránh gây khó xử cho người đàn ông kia Cái như nó giấu tiệt nhà mình luôn À mà đấy Hôm trước nó trở sốt cao Vì ông đấy người yêu của thằng Ngọc tai nạn Cái như nó qua bệnh viện xem giúp tình hình xem thế nào Anh nghe đến đây thì vò đầu thực lâu Anh mở căng mắt nhìn chăn chăn vào mặt bàn Chuyện gì thế này mẹ Mẹ đang nói cái gì đấy Bà đáp lại bằng một tràng thở dài Úi rồi ôi mẹ cũng chẳng hiểu đâu Mọi chuyện nó cứ nhớ mớ bỏng bong Hồi sáng thằng Ngọc đến đây xin lỗi ba mẹ Mong muốn qua thăm tỉnh Như Con hỏi ý kiến con bé xem thế nào nhá. Mẹ có chút chuyện muốn hỏi thêm Bê la -gia, Nên là tối cùng ba con qua Như nói ra hết lời cần nói Bà chủ động dập máy dứt khoát Bên tai cảnh hân chỉ còn tiếng tút tút dài Thế mà anh cứ đơ ra vị trí đó Anh bình tâm sâu chuỗi các sự việc rồi nhận ra mình hành động ngông cuồng gây nên đại họa rồi. Nếu nói chấn tĩnh bản thân chịu nghe cô giải thích đâu có cơ sự như thế này. Nếu để ý như kỹ càng phát hiện cô đang ốm mệt rõ ràng lúc siết chặt cơ thể cô anh thấy cơ thể cô nóng phừng phừng đến nhường nào thế mà cứ gạt đi tất cả cố chấp bộc phát cưỡng ép cô. Cảnh Hân đi sang phòng cô anh dè dặt mở cửa thấy như đang dùng bữa trưa. Người hầu gái đang kê gọn đồ quanh đó Thể ánh mắt anh thì liền hiểu ý đi ra ngoài Trong căn phòng chỉ còn cô và anh Cô duy trì cái thái độ bàng quang hờ hững đó Bình thản dùng bữa Mặc cho anh gần đó đang bồn chồn không thôi Anh khó xử hỏi Tình như à Phần ăn ấy có hợp khẩu vị của em không Vì đang ốm bác sĩ yêu cầu Phải bổ sung thêm vài dưỡng chất khác ấy Một Hai rồi ba Thời gian cứ thế trôi Chỉ có tiếng lạch cạch của dao nĩa như chẳng buồn quay lại nhìn anh hơn chi là lên tiếng trả lời cảnh hân càng trùng tâm trạng cố gắng đi lại kéo gần khoảng cách giữa cả hai làm cầu nối anh vặt mấy quả nho ra khỏi chùm để gọn lê khay rồi kiếm chuyện tôi mua thêm thuốc bổ nữa em yên tâm đi em sẽ nhanh khỏe thôi một quả nho đặt lê khay cô cầm lên rồi bóp chặt màu tím nhạt loang lủ trên bàn tay cô cô nhìn vẻ mặt bất ngờ của cảnh hân thả lấy cái bã nho nát bét rơi xuống trước mắt anh, ánh mắt cô thách thức duy trì cái thái độ im lặng bài xích đó, cảnh hân ngầm hiểu rồi, anh lặng lẽ đặt chùm nho xuống, để cuối thì bảo tiểu như à chiều nay ngọc qua thăm ấy em có đồn Cô chưa ngắt lời, lúc này đây cô quay mắt ra hào hứng, được rồi anh ấy qua thì tốt, thật đúng lúc làm sao, nói rồi cô quay đi dùng bữa, chỉ đáp đúng lời đó, còn nội dung là về người đàn ông khác. Bỗng Dương cảnh hân hụt hẫng thực nhiều. Ừ, khi nào cậu ấy tới, tôi báo với em. Chiều đó, Ngọc cùng với Bình tới biệt thự, hai người đứng ngoài một lúc cánh cổng lớn mới mở. Bước vào trong, thấy cảnh hân cao cao tại thượng đang ngự trị vị trí trung tâm phòng khách. Người đàn ông họ La kính cẩn. Ờ chào anh ạ, em mới tới, đây là Lý Bình ạ. Cảnh Hân nghe vậy thì cười khẩy, đẩy tách trà ấm nóng xuống bàn, anh nhàn nhạt đáp: con bé này nghe bảo giúp đỡ hai người rất nhiều Nghe đến việc hôm trước Tiểu Như bị ốm trở nặng Vì không dưng rảnh rang đi giúp ít người khác Khiến cho cảnh hân thấy gợn trong lòng Ngọc càng thêm phần nhún nhường Em xin lỗi ạ Nếu đêm đó không quá lo lắng mà nhờ vả như Chắc là em ấy đã không trúng gió trời trở lạnh Cảnh hân không muốn đôi co hay mất thời gian của cả hai Anh phải tay ý dừng câu chuyện này lại Rồi rồi lên thăm đi Nhanh nhanh rồi biến ra khỏi nhà tôi cái Ngọc cùng Bình sau cùng lên tới nơi Căn phòng có sự thay đổi Trước đó chỉ mệt mỏi ủ rũ Không nghe thêm tiếng động đặc biệt nào Nhưng thiếu gia của La Thị và Bình thì khác Hai người hợp nói chuyện với Như Chủ động hướng cô tới những điều tốt đẹp Trong hiện tại và tương lai Mấy hôm sau Cô vẫn duy trì cái thái độ ở Im lặng giận dỗi đến cùng cực với cảnh hân Cô dọn đồ trở về phòng Sáng thì nhanh chóng dùng bữa tới trường Chiều về sớm cũng đi ra ngoài Hoặc là tự chuẩn bị bữa tối ăn trước Có khi ba mẹ qua thăm Ngày tức khắc giả bộ đến thượng thừa Lưu díu hiền hòa với cảnh hân Đợi khi ông bà trở về Bộ mặt giả tạo đó kết thúc Anh đúng là không chịu nổi Anh ngày ngày chủ động nói chuyện Dùng đủ mọi cách liên lạc với cô Thế mà cô một mực từ chối Đã thế cố tình thách thức anh Để bước đường cùng anh đành làm liều vậy Như mọi hôm Cô ăn xong thong dong lên phòng Duy lần này chưa bước vào phòng Lại đối mặt với cảnh hân Anh mạnh mẽ nắm cổ tay cô kéo ngược lại Rồi đóng cửa phòng đứng dậy chắn ngang Tính như nhất thời bất ngờ Cô tức anh ách Anh buông ra anh làm cái quái gì thế hả Anh cúi xuống nhìn cô Tình như tôi phải làm gì em mới chịu tha cho tôi chứ Từ hôm đó đến nay hơn một tuần rồi đấy Tôi thực sự không có chịu nổi được đâu Giọng anh hạ thấp van cầu Ngược lại cô kiên cường hơn hẳn Không kiêng rẻ gì mà gắt lên Không cần làm gì hết Cô cáo kỉnh như hét vào mặt anh vậy Còn mạnh mẽ hất tay anh ra Vẫn là cảnh hân khốn khó Léo đéo theo cô Vì như đừng như thế mà Bất cứ yêu cầu nào em đặt ra Tôi chấp thuận hết Miễn sao em đừng xa cách hay bỏ mặc tôi là được Cô bắt đầu nghĩ ngợi Trong đầu lóe lên một việc Nữ nhân ngay tức khắc thay đổi thái độ Rồi quay sang đầy hào hứng anh mới nói cái gì cũng chấp nhận đó Anh gật gù khuôn mặt đĩnh đạt thường ngày trở nên nhu mì đến lạ Gật gật như kiểu con mèo mới bị nạt độ đáng thương Chỉ nhân hành động này của anh Cô mới hất hàm Vậy từ nay trở đi không được tự ý động vào cơ thể em nữa Không được hành động quá trớn Ngủ riêng ở phòng riêng Em đi đâu làm gì không đến lượt anh quản Nếu em có người yêu anh không phiền chứ hả Cái gì thế này Mấy cái điều đầu tiên đã có chút cực hình Nghe đến lời cuối cùng khiến anh bỗng giật bắn mình. Tiểu Như, người yêu á, em nói cái gì thế à? Cô không kiêng rè trả lời. Trong mắt mọi người xung quanh chúng ta là anh em, em chán ngấy. Và nghĩ lại những lần chúng ta... Anh biết đấy, em sợ ba mẹ thất vọng. Vậy nên em muốn chúng ta rạch ròi trong từng mối quan hệ. Anh bỗng trở nên trầm mặc hỏi ngược lại cô. Em em muốn dừng lại á? Này Như, tôi chưa từng cố định đem em tiêu khiển nhất thời, toàn tâm toàn ý với em. Bao lần tôi sẵn sàng vì em Bỏ qua mọi vấn đề cấp bách của bản thân Bao lần em cầu cứu Tôi chưa bao giờ tới trễ Tôi làm chuyện cực kỳ tệ với em là tôi sai Tôi chấp nhận mọi yêu cầu của em Mong cầu sự tha thứ Nhưng mà em thực sự tổn thương lại tôi bằng cách này á Như thế em mới hả dã đấy à Không khí giữa cả hai bỗng trở nên cô đặc Không còn cái kiểu trẻ con đôi co Lần này cảnh hơn nói ra những điều Khiến cô phải xem xét lại Như thủ gia nhớ lâu Nhớ lại chuyện của Nam và cửu hồ là biết Hân sau cùng thở dài Anh giữ thế thượng phong cho mình Thôi được rồi Như tôi không động với em Cho đến khi em đồng ý Khi nào em tự nguyện tôi mới được phép lại gần Chúng ta sẽ có không gian riêng Tôi tuyệt nhiên không mặt dài vi phạm Còn việc em dành tình cảm cho một người khác ấy Tình như dù đó là ý đùa để em trả đũa Nhưng nếu tôi biết hắn là ai Tôi giết hắn đấy Lời cuối cùng anh nói giết như gàn lên cảnh cáo Anh bất giác lại gần hơn nữa với cô Rồi thả giọng nhẹ nhàng Vì tình như Em chỉ được phép là vợ nhỏ của mình tôi Cô rẻ dặt ngẫm nghĩ Rồi lùi ra xa anh Đôi mày cô nhíu lại sau lời vừa rồi Này cảnh hân Em còn đang ghét anh, cực kỳ ghét đấy Nếu anh van cầu sự tha thứ Tốt nhất, bỏ cái cách gọi vợ nhỏ đấy đi nhá Anh thở dài, chịu thua trước cô rồi Thôi được rồi, sẽ gọi em là em gái Vậy để được em tha thứ Tôi không động vào em Không gọi em bằng mấy cái biệt danh ái muội Không quản thúc việc em làm Em sẽ có không gian riêng Rồi còn gì nữa không Như hất hàm Tạm thời là thế đi Liệu anh có làm được không đấy Anh cười khẩy tự tin đáp Tôi chờ em 11 năm mà nhâm ra Từ lúc em 7 tuổi cho tới 18 Bây giờ vài ba cái giận dỗi này Căng nhất vài tháng Sao tôi lại không làm được Cô không vừa Chủ động vòng tay lên cổ anh Ánh mắt đầy tình ý như con mèo biết nghị ngợp Giọng nói cũng hạ xuống Cảnh Hân à, em mới biết anh đặt mua rất nhiều đồ chơi Bây giờ em mới rõ hơn bản chất thú tính của anh, anh hai Anh nghe vậy thì đỏ mặt, khai hắng giọng rồi quay đi Rõ ràng anh để gọn góc phòng Thế mà cô dù vô tình hay cố ý vẫn tìm ra khiến anh hoang mang quá Đó là mấy bộ đồ cosplay với chất vải mỏng tang dễ xé Rồi ngắn cũn, mấy cái thiết bị nhỏ nhỏ xinh xinh Tất cả là mua cho cô Anh đã từng nghĩ cô sẽ quyến rũ thế nào trong mấy bộ đồ đó rồi bị treo đùa đến cùng cực thế nào. Xui cái là chưa kịp đem ra thực hành, thế mà để cô lên cơn tức giận, anh bèn nén lại đợi thời cơ khác vậy. Anh đảo mắt ngại ngùng, đừng có nhiều lời, đó không phải là đồ em đặt mua, em để ý làm gì. Cô danh mà đáp, em không mua, nhưng chắc là sẽ là người sử dụng chúng, đúng không? Anh thoáng qua trong đầu hình ảnh cô mặc bộ đồ cosplay đó Ôi trời đất ơi Thôi được rồi, Tóm lại tôi không làm gì động chạm đến em Đợi khi nào em hết giận Thì tính sau đi Mà em nữa đấy đừng có thử thách nhau Cô nhún vai lạnh lùng đúng gọn vào một bên Còn ngược lại Cánh hân đứng ngoài hành lang suy nghĩ gì đó chăn trở Rồi liên tục đập tay vào tấm thành Rồi trở về phòng Mấy hôm sau Anh An nhà làm việc trong thư phòng Bở ra cánh cửa mở ra Là tình như Cô ngó đầu vào bên trong nhìn xung quanh rồi đánh tiếng Em vào mượn sách anh khinh khỉnh nhìn cô lấp ló ngoài cửa Mời Cô bỗng cười danh mãnh Mở rộng cánh cửa rồi đường hoàng bước vào Từ hôm nọ đến giờ Anh cố tình không để ý tới cô Để giữ mình không hành động gì quá trớn Cô cũng không vừa Cô quyết không tha thứ cho anh dễ dàng như vậy Hiện tại cô mặc trên mình bộ đồ hầu gái Chân váy đen ngắn áo voan mỏng bên trong Kèm cái tạp dề bên ngoài Vài phụ kiện nơ tất dài Rồi dây đai đùi hôm trước cô danh ma sang phòng anh lén lấy đi vài thứ anh mua trong cái đống đồ đấy có cái bộ này dày dặn kín kẽ nhất rồi đấy bà nãy cô ướm thử lên người rồi cô gằn chửi rốt cuộc tên nó bệnh hoạn đến mức nào nhỉ để làm khó tên ác ma này cô miễn cưỡng mặc lên cả gan đi sang thư phòng như vào hang cọp dụ con thu lớn cô quay ra nhìn anh có vẻ anh chưa thấy cô mặc bộ đồ này cô mỉm cười cô ý háng giọng anh rất dè chừng Khẽ liếc mắt nhìn rồi chợt đơ cả người Một thoáng sửng sốt hiện rõ trên mặt Cây bút trên tay rơi bộp xuống đất Cô quay lưng lại phía anh Chế cổ thon cao ngạo Tìm lên cuốn sách mình cần Cơ thể đung đa đung đưa Anh như bỏ qua mọi thứ xung quanh Chỉ tập trung vóc dáng của tiểu thỏ trước mặt Đúng là bộ đồ này sinh ra dành cho vợ nhỏ Anh thầm nghĩ Sau cùng anh cố gắng lấy lại vẻ cao ngạo Nếu như cô muốn chơi đùa như thế Anh cũng phải cao tay hơn anh ngồi ngửa ra ghế An nhàn ngắm nhìn đôi chân dài của vợ Ánh mắt liếc lên vài đường cong trên cơ thể Cả mắt anh dán chặt trên mọi đường nét Như một kẻ gàn dở theo dõi với ý đồ xấu Cô bỗng thấy lạnh lạnh Quay lại bác gặp ánh mắt của anh nhìn chăm chăm mình Điều này khiến cô giật mình mất tự nhiên Anh hai tập trung làm việc đi Đừng có nhìn như thế chứ Anh vui vẻ trả lời Như tôi chưa vi phạm điều nào em quy định Tôi chỉ nhìn em chưa hề động em Em không thể cấm tôi nhìn em Cô cười đều Vậy được Để xem em có bản lĩnh đến đâu Anh gật gù Nhưng em chưa để ra thời gian cụ thể Phải có thời gian mới kịch tính chứ Tôi không được phép động với em trong bao lâu đây như Cô ngẫm ngẫm Đi sát lại bàn bắt đầu tính toán Cô lập luận Cảnh hơn trong một tuần sốt sáng lên rồi Về khả năng chịu đựng không cao Thêm nữa cô liên tục kích thích thế này Sớm muộn gì sẽ chịu thua Đến lúc đó cô thoải mái cao ngạo Cô giơ ba ngón tay khẳng khái Ba tháng Thời hạn là 3 tháng. Anh nghe có chút choáng cả đầu, anh đưa tay giờ giờ vầng chán đôi lúc chân chân nhìn cô đầy hoang mang, nhưng cuối cùng đành phải chấp thuận. Được, 3 tháng thôi đấy. Cô ngồi ghế đối diện, hơi ngửa ra sau, cả gan gác hai chân thon nuột lên trên mặt bàn. "Được rồi, đồng ý luôn." Sau cùng Quan Nhàn duy trì tư thế đọc sách, hàng lông mày thi thoảng nhắc lên tự kiêu, vì cô biết anh ít nhiều đang dao động mạnh, mà đúng như lời cô. Anh muốn tập trung giải quyết công việc cũng khó Ánh mắt tự động liếc nhìn tiểu thỏ mấy lần Như Ba tháng nó dài như ba năm ấy Hôm sau cô thoải mái tới trường Hôm nay không đi nhờ xe của Cảnh Hân Hai bác mà cô đi mô tô cùng Ngọc Như và Ngọc từ ngày thẳng thắn với nhau Hai người trở nên thân thiết hơn bao giờ hết Cô có tâm sự gì cũng bộc bạch hết cho anh nghe Cảnh Hân cũng biết Người đàn ông này không hứng thú gì với vợ nhỏ Và những người phụ nữ khác nói chung dù sao cậu ta cũng có bông chậu cho riêng mình rồi Nhưng mà nhìn tiểu thỏ và Ngọc đùa cợt vui vẻ Khiến lửa giận trong lòng anh le lói Cũng chỉ biết đứng đó nghiến răng nghiến lợi Rồi xối xả vào bác Tên oắt này phóng gì mà nhanh thế à Chẳng may tình như sợ hãi thì làm sao Mà đưa đón đi học cô cần ôm chặt thế không hả Bác thở dài Đó là xe phân khối lớn Lúc nào cũng phóng với tốc độ nhanh mà Tôi nghĩ cô chủ không sợ đâu Trông cô ấy thoải mái lắm thưa ngài À mà thêm nữa Người sau phải viện chặt vào người trước là đúng rồi Nhỡ ngã hay mất đà thì phải làm sao Anh nghe thế thở dài Đâu phải anh không biết Chỉ là cỗ soi mói Biện ra vài lý do khó chịu về tên Ngọc kia Thời gian rồi trôi qua một tuần Đúng sống sót nổi là không dễ dàng gì đâu Nhưng liên tục thay mấy cái bộ đồ mà anh mua Tối nào cũng lượn qua lượn lại thư phòng đọc sách Rồi ngồi đây làm bài Sáng ra nhờ người đàn ông khác chở tới trường dạo gần đây, vòng bạn bè của cô rộng lắm, cô làm quen nhiều bạn mới, phải kể đến vài tên tiểu tử nào đó trông lạ lạ nhưng khá ăn cần với cô. Cảnh Hân mấy lần bước bố mới gặng hỏi, "Này Như, thằng nhóc sáng nay chờ em tới trường ấy, ai thế?" Đàn anh khóa trên, "Chúng em phải làm bài luận và giảng viên giao cho những anh chị khóa trước hướng dẫn, em với cả anh ấy mới quen nhau ạ." À? Anh gật gù rồi hỏi tiếp, "Nhưng sao nhìn cậu này khác người con trai hôm thứ hai đầu tuần trước thế nhỉ?" Cô thản nhiên đáp, Vâng, tuần trước là một bạn cùng khóa Nhưng mà học khác ngành Bạn đó học bên logistics Anh cứ nhớ mặt tên con trai lạ lạ Đến đón cô đi học Rồi lại hỏi thêm được bao nhiêu người lạ Sau cùng anh thầm trách Em thực là sao làm quen với một đống như vậy làm gì Đâu cần phải nhớ tới bọn họ chờ đi học Cô cười thầm Cô giấu tiệt không cho anh biết Mấy người con trai cô quen đều là bông có chậu Mà chậu của họ cũng là một nam nhân Lên đại học Bao sinh viên từ khắp đất nước đổ về học Dĩ nhiên gặp nhiều người khác nhau Cô rất duyên khi liên tiếp gặp những chàng trai đáng yêu như thế Cô biết cách nói chuyện với Ngọc Rút ra cách giao tiếp gần gũi với họ Nghiễm nhiên cô có thể nhờ mấy người anh người bạn đó rồi Riêng cái tên tiểu tử hoàng hay đưa đón cô là xéo sắc Rất là ưa ngồi lê đôi mách Cái dáng vẻ yểu điệu của cậu ta Có khi uyển chuyển dịu dàng hơn như Về phía cảnh hân Qua một tuần đủ thứ chuyện đau đầu Đúng là người phụ nữ này rất biết bày trò đi nhiều lần chấn tĩnh bản thân phải tiết chế tỏ ra lo lắng quá bị vợ nhỏ khinh thường chết thôi nhưng nghĩ thì nghĩ thế anh không làm được sau cùng anh thở dài chăn trở ba tháng lâu lắm tình như tối đó cô lóc cóc chạy sang thư phòng duy lần này cánh cửa không khóa để cô có thể tự tiện tiến vào cô mới gọi lớn cảnh hân xe không khóa cửa thế anh ở bên trong thở dài rồi buông bút xuống bàn đáp đừng qua đây quậy nữa ba tháng sau rồi hãng qua Cô bất ngờ Tên biến thái này thế mà tự cách ly với cô á Trong một tuần qua Cô tối nào cũng mặc thử mấy bộ đồ anh mua Cố tình qua đây trêu chọc Ít nhiều anh không chịu nổi nữa rồi Cô không phục cô quyết đứng đó Không cho em vào đi Hôm nay em không phá gì hết Em muốn khoe anh mấy cái này thôi Anh Cương trực đáp Khoe cũng không xem Lại mấy cái bộ Mà thôi em về đi Cô dậm chân thực mạnh Chẳng lẽ bỏ qua điều hay ho như vậy à Cô cố bèn rỗ ngọt anh hai à, hôm nay mặc đồ bình thường Anh không tin có thể nhìn qua camera hành lang đi Em có cái này muốn khoe với anh là thật mà Anh rẻ chừng quay ra máy tính Bật camera Thấy cô đúng là bận mấy bộ đồ kín kẽ hơn Hành động không có gì khả nghi Nên cũng chùn bước Anh mở cửa phòng để cho cô thoăn thoát chạy vào Người đàn ông vẫn có sự rẻ chừng Thứ em muốn cho tôi xem là gì Mau lên rồi về phòng đi Cô bình tĩnh kéo anh ngồi xuống ghế Thản nhiên ngồi lên đùi anh điều chỉnh cho thoải mái trước sự ngỡ ngàng của anh hai cô như là con thỏ lọt thỏm trong lòng tên ác ma chỉ tiếc như có sợi dây vô hình thắt chặt mọi hành động của con sói lớn khiến nó không thể tùy tiện vô lấy mồi ngon trước mặt cảnh hân trầm mặc tôi biết mà em không đơn thuần như vậy chắc chắn có trò gì muốn thử thách đúng không cô nhoẻn miệng cười vẻ mặt đầy ngây ngô rút trong túi quần ba món đồ nhỏ mấy cái đồ chơi mà anh mua Hì, em muốn khoe anh mấy cái thứ hay ho này em mới tìm được đấy nhưng mà không biết cách sử dụng anh hai ạ anh thở từng đợt hơi nóng lạ bị mắc lừa bởi con nhóc này anh ngồi ngửa ra sau bực dọc đáp về em lấy chúng làm gì đừng tay máy mấy cái đó nữa tình như cô bạo gan ôm lên cổ anh khuôn mặt cả hai dí sát vào nhau mùi thơm kẹo ngọt trong khoang miệng phả ra khiến cho anh khó kiểm chế nhưng mà dịch vụ bán hàng bên này rất tốt anh hai ạ Họ sợ người mua không biết cách sử dụng đúng Nên phát kèm video hướng dẫn Bây giờ mình xem xem mấy cái này dùng thế nào đi Anh bị cô dẫn dắt từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Anh yếu mày nhìn cô lặng lặng chờ đợi kết quả trên màn hình Cô có vẻ tìm hiểu kỹ hơn cả anh Nên nhanh chóng đi tới trang chủ bán hàng Trời đất ơi, anh đang xem cái gì đây? Mà khoa khoan, đây là văn hóa đen Em còn nhỏ, ai cho phép em xem? Cái gì? Em 19 rồi đấy, nhỏ gì nữa cái chuyện ái mội đó làm cùng anh năm 18 Xem mấy cái này ý gì đâu chứ Anh thẳng thốt lần nữa Trầm ngâm ngồi ngửa ra sau Mặc cho tiểu thỏ tiêu khiển Cô thử video lên Đúng là cực hạn đối với anh rồi Này không biết cái này dùng rồi sẽ thế nào nhỉ Em thử đi thì biết Thắc mắc làm gì Cô cười khẩy giọng yếu điệu chào mời Em đợi anh hai giúp em đấy Anh thế mà bị cô trả treo Anh cay cú nhìn xuống cô đang đắc chí Thế thì đợi 3 tháng nữa Bây giờ muốn cũng không giúp được Cô thản nhiên nách sang video khác Này không biết trong 3 tháng Anh hoàn thành được lời mình nói không nhỉ Cô bình thản xem mấy cái video Sau cô đến tối muộn khao khỏe ngái ngủ Cô thản nhiên tắt bụp màn hình Rồi vươn vai thoải mái Em buồn ngủ quá Cảnh hân liếc nhìn đồng hồ Hai tiếng hơn tiểu thỏ tra tấn anh bằng tinh thần và thể xác Dĩ nhiên nghe cô định rời đi Anh vui sướng không thôi Em về phòng đi Cô nhõng nhẽo ôm cổ anh Em mỏi chân lắm, em đi làm sao nổi Anh nóng người hậm hực Em đang phạm quy đấy Em bảo 3 tháng không được tự ý động chạm cơ thể đối phương Không được làm mấy cái hành động quá đâu Xem cố tình hả Trông về mặt anh nhanh nhanh nhó nhó Hàng lông mày rậm trao lại Cùng bờ môi mỏng chỉ biết cắn lại cam chịu Cô lúc này cảm giác chiến thắng vẻ vàng Cô đung đưa hai chân Đó là đặt ra với anh Còn em đâu phải tuân theo mấy cái điều đó đâu chứ sau cùng cô dựa vào lồng ngực anh Vỗ nhẹ cầu vai ra lệnh Nào bế em về phòng đi Anh giận hờn quay đi Không bế có chân thì em tự đi Cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Thế anh không chịu à Em đổi ý tăng lên 6 tháng nhá Không chịu thì buộc phải chịu Anh nghe thế bỏ đi cái vẻ ngoài cao ngạo Luôn cúi hạ mình Anh thở dài nâng lấy cơ thể mềm mại đi trên hành lang Cái chất liệu của cái váy này mỏng thế Xé chưa tới một giây Cô cười khúc khích trong vòng tay anh nhưng bây giờ khác rồi anh mất tới 3 tháng đây anh hai sau cùng về tới phòng anh xấu tính nâng cao tay rồi thả bộp cô xuống giường cái cảm giác rơi tự do rồi rơi xuống nệ mềm mại tuy không gây thiệt hại nào về cơ thể nhưng khiến cho cô giật cả mình cô hàm hè nhìn lấy cái vẻ cười khẩy của anh rồi tự nhiên lao tới cổ tên biến thái nhằm chúng yết hầu lớn nhô ra mà hôn lên đó hàm răng khẽ khàng cạ cạ hành động đơn giản này khiến anh như chết lặng anh đứng im không động đậy Xong xuôi cô từ từ ngồi xuống thản nhiên nói Cảm ơn anh đưa em về phòng ạ Anh như bị trúng bùa ngải Một tay ôm cổ Tay kia loạn choạng ngã khụy về sau Cơ thể không thể vững vàng ngồi sụp dưới nền gỗ lẩm bẩm Ba tháng, ba tháng nữa thôi Cố lên nào Anh lồm cổ bò ra ngoài Tay giữ nguyên yết hầu Nhâm tình như Rồi có ngày tôi quyết hạ tiền em Cô Phi cười ngồi trên giường Chồng anh hai khổ sở bò ra ngoài có chút thương cảm Nhưng mà thôi đây là khoảng thời gian vàng để cô nghỉ ngơi Cũng như tranh thủ lên cơ cao ngạo với anh Phải sử dụng mọi tuyệt chiêu để anh phạm quy Hoặc là bị kích thích nhưng không làm gì được Thế mới thỏa chí chứ Hôm sau anh tránh cô như tránh tả Đi làm tan sớm cũng tựa lại tập đoàn tối muộn mới về Về thì ngủ ngay rồi sáng ra dậy sớm Bác bây giờ cũng theo guồng quay sinh hoạt của người đàn ông này Nên cũng bất ngờ không thôi Cậu không quen cho nên mới có dịp tranh thủ hỏi tình như này tiểu thư ơi Giờ này hai người có chuyện gì à Cậu Hân đi sớm về khuya Cái thân tôi cũng chẳng sướng là bao Cô đảo mắt nhún vai Em đâu biết Em có làm gì đâu Cả hai có lúc về nhâm ra Cảnh Hân viện cớ lên thư phòng cùng ba Khô khéo gợi ra thêm mấy món ăn Buộc cô phải ở dưới bếp phụ giúp bà Thành Tránh mặt cô được lúc nào Anh đi nhẹ lòng lúc đó Thời gian cầm cự Vậy mà trôi qua một cách suôn sẻ Cho đến một hôm Tình như bất ngờ cay cú không thôi Cô mới trêu chọc anh được hơn 2 tuần Tên biến thái này kiếm cớ tránh mặt cô tiệt đi từ lúc đấy Thời gian hôm nữ nhân đặt ra nội quy cũng không rõ Cô lẩm nhẩm tính như sợ sai Cô lẩm bẩm trên cầu thang Vô tình thấy cảnh hân từ sảnh về Trông lén lút như kiểu trộm ấy Thấy anh cô mới hét lớn Này nhâm cảnh hân anh đứng lại Mãi hôm nay mới bắt gặp anh về Cô dở một cái bộ môn bắc cao mình từng học Thoăn thoát từ thành cầu thang Nhảy sổ xuống mấy bậc sau đó lao đến trước mặt anh Tên đốn mặt anh chơi xấu đấy à Cố ý tránh mặt em trong suốt thời gian vừa rồi Anh kiếm cớ vừa đi nhanh vừa đáp Câu việc giờ này bận lắm Tôi làm sao có ý tránh em Cô không buông thà điêu anh định cố gắng tránh mặt thực lâu Để kiềm chế bản thân Thời gian còn dài em muốn xem bản lĩnh của anh đến đâu Anh quay ra hào sảng Con dài á con có Anh toàn nói ba ngày thôi Thì bỗng im bặt ngẫm nghĩ gì đó thay đổi ý định trầm mặc thời gian còn dài cũng khoảng một tuần nữa nhỉ cô tỏ ra bối rối cô quên tiệt ngày đó là bao giờ mất rồi đạt hết niềm tin và mốc thời gian anh bảo một tuần á một tuần à cô lấy lại vẻ hồng hách vậy anh không được trốn tránh còn một tuần nữa thôi em không để anh đạt được mục đích anh nghe vậy vui quá đúng như mong muốn mới phán đoán chỉ cần ba bốn ngày tới vợ nhỏ giờ mấy chiêu trò quyến rũ như hồi trước lần này anh thịt cô đến sạch thì thôi vì thời hạn hết rồi còn gì Càng gần ngày cuối Cô càng trở nên dối rắm Đi đi lại lại trong phòng Nghĩ mãi cô không tưởng tượng được Anh kiên nhẫn trong 3 tháng ư Cô vò đầu tự trách Biết thế lấy 6 tháng nhở Hoặc là một năm Cô đi đi lại lại Nhìn sọt đồ mới bê từ phòng cảnh hân sang Toàn kiểu đồ chơi tỉnh thú Thứ nào cũng thử qua để làm mồi nhử với anh Thế mà không thành Duy có mấy món bạo quá cô chưa gan đụng tới Cô lặng lẽ nhìn đống đồ Chửi rủa tên anh hai Sau cùng Cô cầm lên cái xích tay Lục lọi vài thứ nữa rồi thở dài Lần này quyết hạ gục anh được Mấy hôm sau cô hào hứng chạy sang bên phòng anh Anh vừa tắm xong còn chưa kịp mặc đồ đạc hẳn hoi Vội vã kéo ngay cái quần đùi lên Em lại chuyện gì nữa thế hả Cô cười tủm tỉm kéo anh ngồi sát mép giường Cả gan lấy cái còng xích hai tay anh vào cạnh giường Anh chưa kịp chống cự thì bị cô ngồi trên Này 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 Em làm cái trò gì thế Cả gan xích tôi lại nữa cơ Cô cười tươi như hoa Sắp tới ngày cuối cùng của kế hoạch Em không thể để anh thắng được Vậy cho nên Cho cho nên em làm cái gì Còn gì nữa Cô phải trêu chọc anh chết đi thì thôi Này 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 em làm cái gì thế à? Cảnh hân à Trời đất ơi Tình như tôi nói rồi đấy Hôm nay không còn là ngày em được nghịch ngợm nữa đâu Đây là câu cuối cùng anh tử tế khuyên can Khi cô càng lúc càng làm càn trên cơ thể anh Em không muốn dừng lại đâu cạnh Hân Nghe thấy em nói không đấy Em không muốn dừng lại Này em bức chết tôi đấy à Cô cười khúc khích trêu chọc anh Thực sự em sắp không chịu nổi nữa rồi Sau cùng cô chán trường dừng lại Thôi được rồi em về đây Tiểu Như em dám à Em có thả ra không Thả chó ra đi chứ Cô giật bánh mình lùi ra xa Lộ dáng vẻ con thỏ non nớt Anh to tiếng với em đi à Thế thì anh cứ ngồi đó đi em về phòng nhưng em vẫn trói chặt tôi ít nhất em phải cởi trói chứ hả anh chưa nói hết câu bị ngón tay cô chặn lại nếu bây giờ cởi trói cho anh anh thoát ra rồi bắt em lại em phải làm sao đúng không tốt nhất anh chịu khó ngồi thế này cả đêm nhé cái gì chứ nhâm tình như bất giác sau lưng cô vang lên tiếng bực bực rồi đến tiếng xích bạc lỏng chỏng rơi xuống đất tiếng động to khi cô giật mình quay lại Trước mắt cô là nhâm cảnh hân Hùng hổ cao lớn Anh xoa xoa hai cổ tay bị trói chặt đến tấy đỏ Em chết với tôi rồi Này 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 chưa hết Chưa hết hạn 3 tháng Anh dám đụng với em thật á Nghe đến đây anh Phi cười Anh với cái điện thoại trên đầu giường Mở video 3 tháng trước cô lên mặt chỉ giáo anh Tiểu như thời hạn 3 tháng hết từ hôm trước rồi Tôi vốn dĩ để em thoải mái Thế mà em hết lần này lần khác Cố tình thử thách tôi Trời đất Cô mặt trắng bệch nhìn vào thời gian trong máy Vậy là cô sơ sẩy tính sai ngày Nào em quyến rũ tôi đi chứ hả Em làm đi Cô sợ xanh cả mặt liên tục lắc đầu Không 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 Anh giữ em chặt quá Em đau đấy anh bỏ ra đi Anh không nói không rằng Trực tiếp hôn lên đôi môi của cô Anh vớ lấy cái dây thường vừa rồi trói chặt hai tay vợ nhỏ Được rồi bây giờ xem xem tôi đáp lễ với em thế nào Không em sai rồi em không dám đâu Cảnh hơn à ngày đó cô vật vờ trong vòng tay anh ca học trên trường báo nghỉ thực sự chả còn sức tỉnh táo nói chi là đi lại hoạt động thường ngày trái lại anh thì như con báo dũng manh sung sức đi đâu làm gì cũng cưng đựng vợ nhỏ trong vòng tay dành một ngày ở nhà chỉ ở bên cô nấu ăn chăm bẵm lấy đồ một tay lo liệu hết tất cả bất giác anh ngồi yên gì ngắm khuôn mặt trắng non nớt của tiểu như đang say giấc nghiêm túc suy nghĩ nếu hai người có con thì sao nhỉ Cả trở lớn nhất, thái độ của ông bà Nhâm khi đón nhận tin tức này Có lẽ anh chẳng sợ bất cứ thứ gì ngăn tình cảm này Anh hôn nhẹ vầng trán lán miệng của tiểu thỏ Em chỉ việc ở yên trong lòng tôi Mọi thứ ngoài kia, mình tôi gồng gánh Một thời gian lâu sau, tình như tan ca học trên trường Ngày tức khắc chạy ra hiệu thuốc đối diện Khuôn mặt không tránh khỏi rối bời Chị ơi chị, chị bán cho em Của mua cái thứ thuốc đó rồi thốc tháo về nhà Hôm nay mọi hoạt động vội vã đến kỳ lạ nên mà cô căng thẳng hơn mọi lần Chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi kết quả Trên vạch dần dần hiện hai màu đỏ sẫm song song Cô giật bắn mình vứt cái que thử thai ra xa Cô vò tóc rồi lẩm bẩm Chết tiệt, chết tiệt thật Cầm cuốn lịch bên cạnh Gần 3 tháng nữa tốt nghiệp khóa học Vào trường chưa 3 năm Ngành học của cô mất hơn 3 năm hoàn thành Nhưng vì thành tích tốt nên được học vượt cấp Nay lại dính phải cái thai trong bụng rồi Cô lật đật ngồi xuống cạnh ghế Bình tĩnh sắp xếp từng mảng vỡ hỗn loạn trong tâm trí mình Không giấu nổi sự bất lực khóc nấc lên sự hãi Cái thai không thể bỏ cũng không thể có mặt lúc này Ông bà Nhâm tình như và Cảnh Hân giấu họ về mối quan hệ này lâu rồi Bây giờ nếu nói ra sợ quá muộn Sau một buổi bất an cô lấy máy gọi điện Ngọc à em cần gặp anh rất rất cần Chiều đó Ngọc với Lý Bình hối hả tới điểm hẹn Hai người thấy tình như thì sốt sắng Em đây rồi, có chuyện gì bất bình tĩnh thế? Như gặp hai người như hai nguồn hy vọng nhỏ nhoi Cô không biết trông cậy vào ai nên bật khóc Cứu em với Sau hồi giải bày Cả hai người đàn ông không giấu nổi bất ngờ Ngọc thì trầm ngâm suy tính Lý Bình thì nhẹ nhàng an ủi Có cách giải quyết thôi Trước tiên đừng khóc nữa tình như à Cảm xúc của em ảnh hưởng tới Lý Bình càng nói càng bé lại Sợ lỡ miệng gây tiêu cực cho tình như Cô hiểu nên gắng gượng nín đi rồi lắp bắp nhưng mà em Ngọc thở dài những người anh trai lo lắng cho em gái Anh nghiêm túc căn dặn Tháng đầu tiên cái thai không có sự phát triển lớn nào Thêm nữa cơ thể em chưa có thay đổi gì rõ rệt Em tập trung việc học Lấy được bằng chứng chỉ tốt nghiệp Hai tháng nữa thôi sau đó chúng ta tính tiếp Đến lúc đó cơ thể cũng chưa lộ điều gì Lấy bình xoa vai động viên cô Lại quay ra chăn trở Nhưng Ngọc này Anh cảnh hân để ý tình như từng chút một như vậy Sao không nhận ra sự thay đổi của em ấy nhỉ Ngọc gật gù bàn kế Vậy thái độ của tình như là yếu tố quyết định Hãy viện cớ Em cần thời gian thực sự tập trung của 3 tháng này để ôn luyện Bên cạnh đó Tự cách ly bản thân với cảnh hân Tránh gặp mặt anh ấy Về phần hai bác nhâm ấy, Em giữ thái độ bình thường Quan tâm vui vẻ tích cực như trước Họ sẽ không nhận ra đâu Và lại cũng không phải quá thường xuyên về nhâm ra Nên không cần lo phía họ Thực sự chỉ có kế hoạch này là khả quan nhất thôi Bình thầm đồng ý rồi hỏi Thời gian trôi nhanh lắm Hết ba tháng bụng bắt đầu lớn lên Tình như khi ấy phải làm sao nhỉ Cô cầu tay thực đau rồi sau đó bồi hồi Có thể, có thể bỏ đi xa một thời gian không Hai người họ quay sang cô Ngọc cười nhẹ rồi đùa Gì, bỏ đi xa cái gì chứ Em định bỏ mặc tất cả để mang tấm thân này trốn tránh hiện thực á Rồi ba mẹ em để yên cho em mất tích dễ dàng à Nhất là cảnh hơn Anh ấy cô lục tung cả trái đất lên Cái sới từng nơi một Cũng phải kiên quyết tìm em bằng được Cô lặng lẽ lắc đầu Như con thú bị dồn vào đường cùng ấy Chết rồi em chẳng còn đường lui Chẳng nhẽ phải phá bỏ đứa bé Rồi giả vờ sống tiếp á Em không thể Nhưng cũng không có dũ khí đối mặt với ba mẹ Ngọc nghiêm túc nhìn cô bối rối trước mặt Anh trước giờ luôn thấy cảnh hân Dành sự quan tâm đặc biệt cho Như Chỉ không ngờ Mối quan hệ hai người họ đi xa tới mức này Dĩ nhiên không phạm vào điều cấm kỵ Hay trái thuần phong mỹ tục Chỉ là khó đối mặt với ba mẹ hai người Sau cùng ngọc đắn đo một hồi đành xuôi theo ý cô như người anh trai thực thụ đáp anh lo cho em mọi thứ chuyện này chỉ ba chúng ta được phép biết có bất cứ điều gì khiến em không an tâm hãy gọi ngay cho lý bình hai bọn anh thay phiên nhau lo liệu cho em trong khoảng ba tháng này lý bình đồng ý nhưng với bản tính lo xa một bực hỏi lại vậy sau đó chúng ta làm gì tiếp nhỉ ngọc thẳng thường đáp anh đưa tình như tới một nơi xa an toàn và bí mật em có đồng ý theo không tình như Tối đó cô mệt mỏi bước vào sảnh Khuôn mặt thở thẫn chẳng hứng thú với mọi thứ xung quanh Cảnh Hân nghe tiếng động hào hứng chạy ra nói Tiểu Như em về rồi đấy à Hôm nay tôi có gọi Nhưng mà xem không nghe máy Cô giật mình lấy điện thoại lên xem Đúng là cô mấy cuộc gọi nhỡ Cô đập nhẹ tay lên chán thầm trách Em để chỗ độ im lặng Chết tiệt em xin lỗi anh nhé Anh không hề hà gì với việc này Anh cười nhẹ Và ăn đi tôi có làm món sườn em thích đấy Cả buổi cô ăn rất nhàn hạ Đợi anh bên cạnh xẻ thịt từng rảnh sườn Đôi lúc sự tập trung tỉ mỉ của anh làm Khi chuẩn bị đồ ăn cho cô Khiến cho cô cảm động Lại thêm vài phần mơ hồ về tương lai Sau cùng cô dứt khoát Anh, em sắp lấy bằng tốt nghiệp ngành học Khoảng 2 tháng nữa Trong thời gian này em toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc của mình Anh quay sang nhìn cô Như con mèo lớn nổi hướng làm nũng Anh mẻ nheo nói Không chịu đâu Vậy vợ nhỏ để tôi ra rìa đấy à Cô phỉ cười, đùa cợt một chút rồi nghiêm túc Em nói thật đấy Từ nay từ khi em hoàn thành kỳ thi này Chúng ta có thể đừng 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 Anh nghe thế cũng hiểu Thế là gật gù Tập trung gỡ thịt cho tiểu thỏ Anh từng bị cô giận dỗi Rồi bao lần đem ra thử thách sự kiên nhẫn Vậy hai tháng này có là gì đâu Chỉ ít đây là việc quan trọng của cô Bản thân anh sẽ biết điểm dừng Anh mạch lạc đáp Được rồi không động Như sau đó Nhất định không tha Thời gian trong hai tháng đó Cô ở phòng riêng Ăn uống rất nhanh rồi lại lên phòng Thời gian cả hai ở cạnh nhau cũng thực ít Thì thoảng về thăm ông bà Nhâm Bà Thanh liên tục lo lắng cho cô con gái Ông Thành cũng thế Hai ông bà chăm chăm động viên cô Cô ngẫm nghĩ những lúc này chỉ mong thời gian chậm lại Cái bụng cũng đừng lớn nhanh quá Cơ thể phải cố nén từng đợt nghén nôn nào Bà đặc sĩ cứ theo kế hoạch của Ngọc bỏ đi một thời gian Ngọc hẹn tình như tại quán cà phê anh đưa ra trước mặt cô địa chỉ, hộ chiếu, thêm vài thứ giấy tờ. Cô cầm lên xem. Hả? Serbia? Anh trầm mặc giải thích. Anh từng có căn nhà nhỏ ở đây. Họ mấy năm trước từng đi huấn luyện nghiệp vụ ở châu Âu nên mua căn nhà này tiện công tác hay nghỉ dưỡng. Cô vốn chẳng quan tâm. Cô thắc mắc. Vùng đông thôn nhỏ kín đáo và rất xa ở đây à? Ngọc thở dài khuyên. Sẽ khó thích nghi đấy. Nhưng đứng giữa những lựa chọn em cần ưu tiên cho thứ khả quan nhất. Tình như Bụng đã hơi nhô nhẹ Anh mua cho em toàn áo phông free size Mấy cái loại thuốc bổ Nhưng thuyết nghĩ chưa nên đưa em bây giờ Cũng chưa cần uống vội Nói rồi anh đưa túi đồ lớn Bên trong toàn đồ phụ nữ Cô bất ngờ xem qua Là anh với Lý Bình cả chiều hôm trước đi chọn cho em đấy Có hàng mua ngoài Có loại thì đặt riêng phù hợp với vóc dáng của em Cô bạn môi hơi cảm động Hai người đâu cần lo lắng cho em như thế Ở nhà đâu phải em thiếu đồ đâu Nói chuyện phiếm một lúc rồi nhầm tính nghiêm túc Nhanh là hai tuần, chậm ba tuần nữa Cô sẽ không còn ở đây Kỳ thi diễn ra vào ngày kia Kết quả trả về trong một tuần sau Rồi kế hoạch được vạch ra cứ thế mà làm Cảnh ân tối đó chủ động sang phòng cô Cô giật mình hỏi Anh có chuyện gì? Anh cười nhẹ, nét mặt hiền hòa Không phải vẻ cầm thú nhìn cô như miếng mồi ngon giống mọi hôm Anh lấy cái hộp nhung đỏ sang trọng Bên trong mặt dây chuyền đá topaz xanh anh quay người cô ra trước, cứ thế đeo chiếc vòng tinh xảo lên cái cổ thon đẹp của tỉnh Như. Quà tặng em đấy. Cô nhìn mình trước gương, biển đá rất sáng, lại đúng mệnh của cô nên cô thích lắm. Tặng em á? À? Như ngày gì mà tặng ạ? À? Anh từ từ vòng tay ô cô trong lòng, rút đầu xuống gáy của cô, nhẹ nhàng nói với cô. Không ngày gì hết, yêu em, muốn làm mọi thứ dành cho em. Vòng tay anh sờ nắn xuống eo nhỏ của cô, cô giật mình run bẩn bật. Anh đối với hành động này không biết là ý gì Nhạy cảm thế á Tôi ôm vợ nhỏ của mình chút thôi mà Cô trấn tĩnh bản thân Điều chỉnh nét mặt tự nhiên nhất có thể Anh đúng là cái đội xấu xa Anh bế cô ngồi trong lòng mình Này dạo này em ôn học mệt Nên ăn nhiều hay sao nhỉ Ở đây có tí mỡ này Cô nghe thế kìm nén không được mà chảy lệ Có lẽ thời kỳ đầu nên nhạy cảm hơn trước Cô nhìn về mặt đơn thuần của cảnh hân Thực chưa tưởng tượng được Nếu anh biết cô có thai vui sướng thế nào hay nếu cô bỏ đi Anh cuồng nộ đến thế nào nhỉ Anh bỗng nói thêm Để em thi xong tôi nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ Em sẵn sàng cùng tôi dụ cả một lần chứ Cô thẳng thốt mới hỏi Sao sao hôm nay anh lại quyết định thế Anh nguyện miệng cười thâm trầm Tôi muốn em được thoải mái Không cần phải lo sợ gì hết Dù cho ba mẹ có phản ứng thế nào Tôi cũng đỡ cho em Chỉ cần em nói đồng ý ở bên tôi Còn lại trời sập, đất lở Tôi cũng giữ em an toàn Cô phỉ cười, giả dối gật gù theo ý anh. Anh vẫn ngây ngô với nhiều dự định đặt ra sau này. Ánh mắt kể ra đầy ngóng chờ. Nhưng trong lòng tình như thì khác, sau này không gặp lại. Dù thời gian bao lâu, đành để cho anh thất vọng. Đêm đó trằn trọc, cô nhìn chiếc vòng cổ của mình, khóc dí dích thấm rũ gối. Cảnh hơn là xin lỗi anh, em chưa sẵn sàng, chưa bao giờ đủ dũng khí cùng anh đối mặt cả. Thời gian trôi qua thực nhanh, kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Kiến thức nằm trong phần cô hoàn toàn làm chủ Kết quả cô đã sớm trả về rồi Cô lặng lặng nhìn mail báo trên máy Bất giác Lý Bình lên tiếng Em giỏi quá như ạ Học vừa cấp lại có kết quả thi rất tốt Ngọc cũng tò mò vươn ra trước Nhìn số điểm rồi trầm trồ Đúng nhở, vừa thai ngén vừa ôn thi Sợ sau này đứa con đẻ ra Khéo biết giải bài tập khi lên một tuổi Cô cười nhẹ Đối với mấy câu bông đùa tâm trạng của cô thoải mái Những vấn đề luôn đè nặng sâu trong lòng trong một tuần sau cô rời khỏi đây Nhâm ra chưa ai biết chuyện gì Họ vui vẻ với kết quả thi của cô Cô thở dài Ánh mắt đượm bồn liếc xuống cái bụng của mình Sau cùng thì lên tiếng Hôm nay em cần đi khám Cũng muốn biết đứa bé như thế nào Lý Bình gần gù Bàn tay mềm mại xoa xoa ngoài lớp áo phông của cô Anh đi cùng em Sau này đứa bé ra đời Nhớ bảo gọi anh một tiếng mẹ nuôi Ngọc ngồi đối diện bỗng phì cười Công nghệ giờ tân tiến Chúng ta muốn có một đứa bé đâu khó đâu bình để đứa trẻ gọi em là mẹ nuôi Sợ em dạy hư nó Thích thì để tôi mang về cho em 10 đứa Lý Bình xấu hổ hàm hè nhìn Ngọc Không dám thưa anh Rồi theo cái nét anh thì khổ Cả ngày đó cô đi khám Rồi tranh thủ xem giấy tờ thủ tục bay Cô sớm nghĩ ra cho mình cái cớ hoàn hảo Có lẽ xin đi du lịch hay nghỉ mát đâu đó Ông bà Nhâm có lo cũng không cấm cản Ngược lại điều cô chăn trở Tê mặt dày cảnh hân ý Anh dễ dàng cho cô đi một mình Mà không nghi ngờ gì không Tối ấy cô lanh tranh chạy sang thư phòng Vừa mới vào nhanh nhanh chóng chóng hỏi Anh ơi nếu em đi du lịch một mình Anh có cho không ạ Anh nhàn nhã bỏ cái kính cận xuống Đàm chiều nhìn con thỏ nhỏ trước mặt Rồi vươn tay kéo cô trong lòng Có chứ Cô sửng sốt chống tay lên bờ vai rắn giỏi của anh Anh đồng ý á cho em đi du lịch á Anh rút mặt vào cổ cô Đồng ý như là có tôi đi cùng em Cô nghe vậy thì ỉu xỉu Đánh nhẹ vào ngực anh Đau quá, anh làm gì thế hả? Này, tôi làm em đau à? Cơ thể em giờ này sao nhạy cảm thế nhỉ? Cô thở dốc một hồi, đè nén cơn đau bình tĩnh dãi bày. À thì hơi đau vì giật mình ấy, chứ cũng không sao. Anh không yên tâm, anh lúc này ôm lấy cô. Mà tôi gọi bác sĩ khám nhé. Cô nghe từ đây thì sợ hết hồn, cô lắc đầu ngoe nguẩy. Không không không, tôi đâu không khám gì đâu. Anh mà gọi à, em không tha đâu đấy. Dạo này cơ thể mang nặng một sinh linh khiến cho cô thay đổi nhiều. Từ ngoại hình tính cách tới tâm trạng Mọi thứ cứ thế bộc phát Không theo lý trí sắp xếp của cô tí nào Cô nhận ra mà không thể điều chỉnh Chỉ sợ anh tinh ý phát hiện Cô lộ kế hoạch dài công ấp ủ từ lâu Ngày bây giờ cũng thế Sự từ chối của cô khiến anh trầm ngâm suy nghĩ Chỉ đơn giản là khám bệnh Thế mà cô dối giết cả lên Trong khuôn mặt anh nhìn cô Có phải là hoài nghi rồi không nhỉ Để phá tan sự ngờ vực ngày một dâng cao Cô nằm cuộn trong lòng anh nỉ non là do ôn thi có chút căng thẳng Nên em hơi trái tính đấy Anh đừng để ý nhá Em ổn đâu cần khám gì đâu chứ Anh rửa tay trong áo cô Sờ sờ cái bụng nhô ra in ít Bàn tay sờ qua khiến lửa nóng trong cô cháy phừng phừng Thôi rồi rồi Ôn thi căng thẳng Nhưng mà có mỡ béo lên này Chắc em khó chịu vì tăng cân đấy à Cô thở vào gật gật đầu Rồi vùi mặt vào hốc cổ của anh Cứ như con mèo làm nũng Xoay chuyển đi sự chú ý của anh bằng được thì thôi Cả tối đó kỳ kéo mãi Anh mới đồng ý việc cô đi du lịch một tuần Địa điểm cũng nói dối Mọi thứ đều được Ngọc sắp xếp sẵn hết rồi Cô chỉ việc nghe theo ứng phó với Nhâm già Trước hôm đi hai ngày Cô cùng Hân về thăm ông bà Nhâm Bà Thanh từ sớm ngoài vườn chăm cây cỏ Thấy các con về thì vui lắm Hai đứa đợi mẹ lên thay đồ Rồi làm món này cho nhá Hôm trước làm cho ba mẹ ăn xong Ông ấy khen mãi Tình như cười nhẹ quay sang hỏi ông Thành Ba ăn ngon miệng thật không ba Ông Thành liếc nhìn vợ đi khuất lên tầng rồi mới dám thổ lộ Ừ ngon như ba già rồi Đồ ngọt đâu có ham Mẹ mày làm được món đấy Trang trí cũng đẹp mắt Từ đó tới giờ Ngày nào cũng bắt ba ăn Cả nhà quây quần bên nhau một ngày Như có lúc im lặng quan sát Gắn bó với nhâm gia 14 năm Cũng tới lúc ra đi như này bất đắc dĩ thôi Nhưng cảm thấy thực sự có lỗi quá Cả ba người họ luôn dành sự ưu tiên hy sinh cho cô Đổi lại cũng ngày thành tích học tập để báo đáp ông bà và anh Thì chẳng còn gì khác Đã vậy sơ ý để có thai Cảnh Hân chưa biết Ông bà Nhâm lại càng nhiều chuyện bị cô giấu giếm Có lẽ sự ra đi là tốt nhất cho hiện tại Bà mẹ chưa thể chấp nhận Một lúc nhiều tin dồn dập như thế Của hơi xúc động Khoai mắt ợn đỏ Hân thấy thế mới sốt sắng Ở kia như em sao thế Đồ ăn có vấn đề gì à Cô lắc đầu lấy lại tinh thần vui vẻ đáp Không ạ Em đang nghĩ ngày kia em đi du lịch Mua quà gì cho ba mẹ với anh hai Lần đầu đi du lịch một mình em hào hứng quá Đi có 5 ngày Ngỡ như lâu lắm mới gặp lại ấy. Lời cuối cô nói nhỏ dần Không ai nghe thấy cũng không để ý Bà Thanh ngồi cạnh bông đùa Cái con bé này ngày kia đi rồi lo sau Rồi dùng bữa đi đã Trước ngày bay cô vật vờ chạy sang phòng của Hân Mẹ dặn nằm vào vòng tay anh Rồi nhỏ nhị đáp Ngủ thôi cảnh Hân vui vẻ Trời sập mắt hôm nay em tự dâng mình cho sói đi à cô nhíu mày khả khá đáp anh đừng có vớ vẩn em sắp đi chơi riêng thoát khỏi anh nhưng sợ anh nhớ nhung không chịu được trong năm ngày tới nên đánh qua đây ôm ấp chút thôi chỉ là an ủi anh thôi anh vui vẻ vui mặt xuống vòng tay cô được rồi đợi em đi du lịch về cho khuây khỏa thoải mái chúng ta nói chuyện với ba mẹ như tôi chờ đợi lắm đấy anh nằm trong lòng cô cười như tên tiểu tử ngốc lời lẽ bỗng ngô nghe lạ thường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cô thì chưa Cô nhìn bức ảnh chụp cả gia đình để trên bàn Liên tục thở dài Bàn tay vuốt ve mái tóc anh Anh Hân à, xin lỗi anh Chuyện bay hôm đó cất cánh Ngọc và Lý Bình đợi sẵn Cả hai giúp cô để đồ lên chuối khác Rồi kéo cô ra nơi kín đáo Ngọc đưa hộ chiếu và một cái tên mới Như bây giờ tôi sống ở Serbia Em tên là Stojanvic Mọi giấy tờ tùy thân làm theo cái tên này Độ tuổi thay đổi Căn nhà đó có người quen của anh Đợi sang đó an toàn anh giới thiệu họ về em Lý Bình nhanh chóng đổi sim điện thoại Anh nhận tin nhắn và trả lời lại nhâm ra Tuyệt đối không mắt máy nghe điện Và chỉ nhắn tin qua lại Ngọc sẽ theo tình như xa Serbia. Mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận Trước khi lên chuyến bay tiếp theo Anh đưa cô chiếc áo khoác lông dày dặn Rồi dặn dò Serbia bia lạnh lắm Em cầm trước đi Cô lặng lẽ đón nhận Quay sang Lý Bình rồi nói nhỏ Nếu mà anh Hân nhắn tin ấy, Anh cứ đáp em ổn Anh không cần lo Xong thì Hôm sau anh có thể vứt thẻ sim và điện thoại đi Bình gật gù Anh biết rồi, bây giờ chuyện quan trọng Là Ngọc đi em sang xếp gia an toàn Có cơ hội nhất định anh qua thăm Trước khi đi, tình như gọi cuộc gọi cuối cùng cho cảnh hân Anh rất nhanh bắt máy Tiểu thỏ, tới nơi rồi à Cô ở ngậm nước mắt thở phù một hơi Em mới đến, nhưng chuyện bay khiến em hơi mệt Anh hỏi nhỏ vài chuyện phiếm Vẫn tỏ vẻ quan tâm như vậy Liên tục nhắc nhở cô mọi điều Lo lắng tự xa rồi không quên hứa hẹn Thế như à, nhớ đi chơi vui nhá Rồi về lại với tôi, tôi đợi em đấy Cô gật gù Mấy hôm sau em chỉ nhắn tin nhá Em chủ động báo anh với ba mẹ tình hình qua tin nhắn Anh không cần gọi đâu Anh tạm thời thế không có gì làm lạ Cứ thế dễ dàng gật đầu Được rồi, nghỉ ngơi đi em, yêu em Cô nghe vậy không trả lời, đơn giản dập máy Cô lấy hai bức thư tay đưa cho Bình Can dặn ngày gửi Địa điểm nhớ anh chuẩn bị giúp Rồi sau đó theo Ngọc lên chuyến bay tiếp theo Cái tên nhâm tỉnh như cũng không còn xuất hiện trong danh sách khách hàng bay tới Serbia mà là cái tên khác, Stojanovic. Một ngày trôi qua thực nhanh rồi đến nửa đêm, bây giờ cảnh hân mới xong việc. Anh từ nhà hàng bước ra, tay liên tục cầm nắm chiếc điện thoại không rời. Đến lúc lên xe cũng nóng lòng điều gì đó. Bác ngồi ghế trước cũng nhận ra điều này mê bông đùa. Cậu chủ đang nhớ nhung người ta à? Năm ngày tới chịu thế nào đây cậu chủ? Cảnh Hân cười bộc trực, vừa nhớ vừa lo. Sao nay nóng ruột thế nhỉ? Cảm giác lần này bồn chồn khó tả Cứ có cái gì thôi thúc ấy Mối gọi điện nhưng mà sợ bây giờ cô ấy lại đang ngủ Bác chỉ là người đứng ngoài Mọi lời nói chỉ có tính phiến diện liệt khuyên can Cậu lo lắng quá rồi Chẳng phải sáng nay cô ấy gọi cho cậu một cuộc Ông bà nhâm một cuộc Có khi ngày mai cô chủ nhắn tin lại thôi Chút lời này của bác vẫn chưa hoàn toàn xóa đi lòng hoài nghi của cảnh hân Anh chủ động nhắn một tin cho tỉnh như Cô đi nghỉ rồi, mai trả lời cũng được Bác lắm lời quay lại nói Lần đầu tiên cô chủ đi chơi Cho cô chút không gian riêng tư chứ ạ à? Hân gật gù nghe theo Căn nhà rộng lớn mọi hôm Thấy hai người là đủ Hôm nay một mình anh đi thế lạc lõng thế Cô mới đi một ngày Thế mà anh dối bời đến vậy Để phấn chấn tinh thần Anh nghĩ tới năm ngày sau Hai người nói chuyện với ba mẹ Như vậy mối quan hệ chẳng cần giấu giếm nữa Trong lúc đó Mười mấy tiếng bay cũng tới nơi Đúng như lời Ngọc nói Xe thực rất lạnh Lạnh đến thấu da thấu thịt cái áo lông thú này cũng không đủ che đi từng đợt run rẩy của tình như Cô cẩn trọng bước xuống rồi lên chiếc xe đỗ gần đó Ngọc tận tình theo sau dặn dò Em ngồi đây cho ấm, anh đi lấy hành lý rồi làm nốt thủ tục nhé Anh cẩn thận đưa cho cô ly trà ấm mới mua trong sảnh Có Ngọc đi theo cô an tâm hơn hẳn Tuy nhiên cũng chỉ vẻ bề ngoài Còn trong lòng rùa gan nóng rực hết cả lên Một mực nghĩ về anh và ông bà Nhâm Bà nãy Lý Bình liên lạc báo cảnh hân nhắn một đoạn tin khá dài vẻ khá lo lắng cho cô tình như liếc nhìn rồi nhàn nhạt, nhạt đáp anh để ma rồi trả lời cứ nhắn em mổ anh đừng lo thêm đại khái mấy câu dặn dò rồi hủy cái điện thoại luôn đi bình phân vân hỏi Hay anh cứ giữ cái điện thoại nhắn khoảng 3 bốn tin nữa rồi vứt anh ấy có vẻ quan tâm em cô ngắt lời mạch lạc đáp thôi tốt nhất kết thúc sớm muộn phiền đi em rõ tính anh ấy nếu chúng ta mà còn bày ra nhiều thứ càng có manh mối để anh ấy điều tra đã xác định bỏ thì phải gạt mọi thứ chứ Bình gật gù nhẹ nhàng trả lời Em nói đúng Vậy sáng mai trả lời tin anh vứt đi ngay Chiều đó thì gửi thư về Cô bình thản đọc tạp chí Những gì em cần nói đã viết hết trong thư Chắc chắn sau đó là vài cuộc tìm kiếm của nhâm gia Anh gửi thư cũng cần cẩn trọng đấy Như ngồi ngẫm nghĩ Mới đêm qua nằm cuộn trong vòng tay cảnh hân Hiện tại bơ vơ một mình Múi giờ cũng tranh lệch quá nhiều Nên thực sự khiến cô mệt trên xe lăn bánh về căn nhà ngọc chuẩn bị nơi này được anh căn dặn trước nên dọn dẹp sạch sẽ vô cùng cô bước vào thoáng bất ngờ trước mọi vật dụng anh mua sắm phòng ngủ bài trí thuận tiện nội thất dễ sử dụng cho một người ở đồ cho trẻ sơ sinh cô nhìn qua một lượt đi lại thăm thú khắp căn nhà trong khi đó ngọc thì xếp gọn đồ lại rồi bông đùa trước đây anh ở căn nhà không màu mè vậy đâu nhưng mà bây giờ dành cho em nên nhờ trang trí lại chút đấy mong em thích nó cô đi tới trước lò sưởi mới cháy Hơi ấm tỏa ra khiến cho cô chú ý là tấm ảnh đóng khung trên tường Ngọc, sao anh có tấm ảnh này? Đó là hình chụp của cảnh hân vật tình như trong sinh nhật tròn 18 tuổi của cô Tấm ảnh ưng ý nhất được anh đóng khung vào treo tại căn biệt thự hai người Ở biệt phủ nhâm gia thì lại là một khung tranh khác Cả bốn người quây quần bên nhau Mới đó hơn ba năm, cô nắm chặt khung ảnh Mắt trừng lên đợi câu trả lời của Ngọc Anh bận xếp đồ nên đáp Trước vào thăm em ốm, anh với Bình có đi ngang qua tấm tranh lớn ở sảnh phòng khách cho nên thấy và chụp lại bằng máy phim. Ngọc Hào hướng kể, không thể nét hay là căn góc đẹp như tấm khung ở nhà em, nhưng mà mong em vui vẻ đón nhận. Cô gật gù vâng một tiếng. Nói đoạn, Ngọc rời đi ra ngoài, còn cô chân chân nhìn tấm ảnh nãy giờ. Lò sưởi mạnh lên, cô lặng lẽ tháo bức ảnh rồi thẳng tay bỏ vào đống lửa. Tấm ảnh nhăn nhúm tự góc rồi đen nhám thành mảnh cho vụt. Lửa cháy phừng phừng rồi dịu xuống trước ánh mắt cô. Dọn dẹp tầm 2 tiếng xong, cuối cùng Ngọc cùng với Như có thể an nhàn ngồi nghỉ ngơi. Trước mặt họ lò sưởi trái âm ỉ, trên tay là cốc sô cô la của người Serbia. Ngọc nhấp một ngụm đầy sảng khoái rồi tấm tắc nói: "Đi trời tuyết lạnh, về lại căn nhà ngồi bên lò sưởi rồi thưởng thức cốc sữa nóng, đúng là mọi ưu phiền sẽ gạt bỏ đi hết thôi." Cô gật gù. Anh mấy năm đào tạo quân sự ở vùng Đông Nam châu Âu, tự thân một mình giúp anh có nhiều kỹ năng ngoài việc huấn luyện nghiêm ngặt trong doanh trại. Bất giác Ngọc bắt chuyện Như, à mà không Bây giờ gọi em là Milinka cho quen dần Cô gật đầu đáp <laughs> Sao thế ạ? À? Có vẻ sợ phật ý cô, Ngọc rất cẩn trọng Nên mà anh nghiêm nghị rồi thở dài Ban đầu anh giúp em, không chỉ bởi em từng giúp anh rất nhiều Mà thực tâm coi em như em gái ruột Nhưng Milinka, anh thắc mắc Sao em không cùng với cảnh hân dũng cảm một lần Chẳng phải anh ấy luôn khẳng định che chở cho em Anh thiết nghĩ phía ba mẹ cũng sẽ có sự bất ngờ ban đầu nhưng thực tâm không trách cứ cả hai đâu Milenka đối với câu này cũng không bất ngờ Ngay từ đầu sớm nhận ra vẻ chăn trở của Ngọc và Bình Tuy nhiên họ gạt bỏ tất cả giúp cô Lo từ A đến Z theo đúng nghĩa thực cho cô Cô chân chân nhìn anh Chưa đáp lời mà dòng hồ tưởng chạy về Hôm ấy cô cầm theo cốc sinh tố bà Thanh mới pha Đem lên phòng cho ông Thành Cô đi gión rén một chút định treo ông Nhưng ba đang trò chuyện cùng chu cầu Tên đàn em thân tín cho nên cô đành vật vờ đứng ở ngoài. Ngàn nỗi căn phòng không đóng hoàn toàn, cô đơn giản đi lại bốn đóng khép nhưng vô ý nghe được vài lời. Phía bác thị muốn hẹn gặp cảnh hân, có gái họ mới từ nước ngoài trở về đã nôn nóng đi mai mối rồi đấy à? Chu cầu cẩn trọng đáp, vâng ạ, họ là đối tác làm ăn lâu năm với chúng ta, tiểu thư bác gia không phải tầm thường. Hồi nhỏ chuyên tâm học ngành tài chính, hiện kinh doanh bất động sản, quản lý dự án cho ba mẹ ở nước ngoài. Có vài điều tra cho thấy Bác Hoa đôi lúc có thú vui lạ lẫm Cô ấy hướng lên là ngầm chi tiền Thao túng thị trường chứng khoán Ông Thành nghe vậy phỉ cười Ông châm điếu xì gà rít một hơi Thú vui á Cậu thấy người phụ nữ này có an toàn không Phụ nữ quá khôn khéo Không phải là sự lựa chọn tốt Nhất là hiểu biết quá nhiều trên thương trường Chu cầu thở dài nói thêm Cậu chủ 37 rồi Gắn bó với nhâm gia hơn 30 năm Tôi có chút đắn đo về việc Thư lỗi cho tôi nhiều chuyện ạ Cậu Cảnh Hân chỉ ngày tháng năm này đến năm khác Kè kè chăm lo cô chủ tình như Tình anh em thấm thiết Nhưng mà ngài thấy có gì lạ không Ông Thành nhăn mày Bỗng chu cầu sợ mình nói quá phận Nên đành im bặt Ngược lại ông Thành cũng không hề hà gì Mà thẳng thường nói Nói hết ra tôi muốn nghe cậu giải bày chu cầu Cậu là tâm phúc của tôi Chẳng nghĩ ngại ngùng góp ý ư Được sự cho phép chu cầu không kiêng nể mạch lạc hơn hẳn Tôi không thường xuyên ở nhâm ra nhưng lúc nào gặp cậu Cảnh Hân Thấy cậu ấy bên cạnh cô Tình Như Ánh mắt ngữ điệu cử chỉ hành động Mọi thứ tổ lộ hết ra ngoài Tôi nói tới đây ngài cũng rõ Chẳng nghĩ ngài với bà chủ nhiều năm ở bên như thế Không để ý gì khác thường à Nhất là hai người họ còn dọn ra ở riêng Lý do năm ấy Cậu Cảnh Hân xin để cô chủ có thời gian học tập Việc đi học không quá khó khăn Thú thực lúc ấy ông bà chủ đồng ý lý do này Mà để hai người họ ra ở riêng cùng nhau Tôi cũng thực không hiểu Không chấp thuận nổi ý. Ông Thành phả làn khói dài Từ từ ngửa người về sau đầy mệt nhòi chu cầu không phải tôi không biết Tôi rõ đến từng chân tơ kẽ tóc Tôi biết có bà Thanh thì không Năm xưa cậu rõ Chúng tôi có đứa con gái Nhưng cô ấy không giữ được Nên chết lưu ngay trong bụng Về sau di chứng để lại là không thể có con Chính vì vậy bà Thanh thương tình như hết mực như con gái ruột Mọi lỗi lầm to nhỏ đều bảo vệ con bé Chú cầu đối lại Tôi biết rõ thương ngài Nhưng nhìn tương lai mù mịt đến thế Lỡ, chỉ lỡ Sau này Cảnh Hân và cô Tình Như có nên duyên Tôi không thể chúc phúc cho họ Tình Như là con gái tư huấn Anh ấy đã mất Mẹ ruột bỏ đi biệt tâm biệt tích gia cảnh không rõ đầy phức tạp Không xứng với cậu chủ Cảnh Hân Không xứng với nhâm gia Lời cuối chu cầu nói Như gây lên nỗi phẫn nộ Cho thấy ông ta bức xúc từ lâu Này bày tỏ cả chuyện hôn nhân sau này của Cảnh Hân Nên được đả xả hết Không biết có phải coi nhâm gia như gắn bó từ lâu Nên mọi chuyện lún sâu và đến vậy Ông thành thoáng bất ngờ địa bộ hôm nay của chu cầu quả thực hơi khát khe với tình như Ông nghiêm ngặt nhắc nhở chu cầu Dù có ra sao năm xưa Tư huấn đỡ cho tôi phát đạn trí mạng Tình như về đây gần 15 năm Cũng chưa làm tôi phật ý cái gì Nhưng cậu thì khác Hôm nay lớn gan thật đấy chu cầu tức khắc rúm gió trở lại Rồi hạ giọng xuống nói Xin xin lỗi ngài Tôi tôi xin lỗi Nhưng nếu có thể Mong ngài xem xét lời đề nghị của tôi Không phải tiểu thư bác gia Thì những khuê các khác cũng được Tôi thực tâm mong phu nhân nhâm gia sau này sẽ là một người có gia thế, củng cố cho gốc rễ của nhâm gia, đồng thời phát triển từng nhánh cây cổ thụ của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Nói đoạn, chu cầu cục người xuống, dập đầu dạp xuống đất thành ý, nhưng cũng không xóa bỏ được phiền lòng của ông Thành. Ông thở dài đáp, hôm nay cậu trọng lễ nghi gia thế quá nhỉ? Có nhớ năm xưa bà Thanh cũng là trẻ mồ côi không? Gia thế bà ấy đâu hiển hách, nhưng vẫn cùng tôi kiến tạo đế chế này đấy thôi. chu cầu cúi gằm mặt, Hai mày trao vào nhau đầy sự phản ý Sau cùng nhàn nhạt trả lời Quyết định là ở ngài Tôi chỉ muốn nói Cô chủ tình như ngoài cản bước Và đeo bám cậu cảnh hân Tôi chưa thấy cô ấy thực sự giúp ích gì cho nhâm gia Hôm nay ngài sẽ suy nghĩ khác về tôi Không trọng dụng tôi nữa cũng được Nhưng mong ngài nghĩ cho cái thứ ngài gọi là đế chế Muốn duy trì nó Không chỉ dựa vào sức lực bản thân Mà ngoại cảnh cũng tác động tới Nói đoạn Chu cầu thẳng thừng đi ra như giật mình chạy thoăn thoắt sang bên phòng bên, thành công che giấu sự có mặt của mình. Nữ nhân đứng lặng lẽ dựa vào cánh cửa, hơn 20 phút đứng nghe đến tê chân cũng không dám động đậy. Lời bác ấy nói cũng không sai. Cô chưa giúp gì được cho nhâm gia, nghĩ lại khoảng thời gian cảnh hân kè kè bên cô, đúng là đã dành cho tình như quá nhiều sự ưu tiên, có những chuyến đi công tác dù không quá quan trọng nhưng cũng coi là cần thiết, vậy mà anh sẵn sàng bỏ chỉ để ở nhà gần cô. Nếu không phải đối tác lớn Liệu Hân có nể mặt Về lâu về dài Chuyện này gây dặn nứt các mối quan hệ làm ăn của nhâm gia Tình như từ từ ngồi bệt xuống nền gỗ Đầu dối như tơ vò Mãi sau mới điều chỉnh được nét mặt Mà mang cốc xin tố vào cho ông Thành Ông sau những lời nói của Chu Cầu Không thay đổi thái độ với cô Vừa quan tâm hỏi han đầy chân thành Cô đối với người ba trước mặt Vừa yêu thương vừa biết ơn Vừa đau đớn mà nén giấu khỏi nói ông thành chắc cũng khó xử nhiều việc chỉ vì mang ơn ba rủ cô tư huấn đỡ đạn cho ông năm xưa cho nên thành ra đây như sợi dây trói buộc ông với cô câu hỏi lặp lại trong suốt nhiều ngày liền với tỉnh như sự việc đẩy lên cao trào khi cô phát hiện mình có thai đã dối bời lại càng trở nên túng trí bà thanh hôm nọ cùng cô đi mua đồ rồi thở dài này ở nhà con thấy cảnh hân có gì lạ không nhỉ nó có kể với con nó đang có mối quan hệ hay tìm hiểu ai chưa con Cô giật mình Không mẹ Có chuyện gì ạ Ba với anh lại Bà Thanh chán nản đi qua từng gian hàng tâm sự Ừ Hôm trước nó về nhà Chả rõ hai cha con lời qua tiếng lại thế nào Có vẻ gai gắt lắm Chuyện xoay quanh hôn sự sau này của anh hai con Cái thằng này nó ngang ngược lắm Ba bảy gần bốn mươi Thế mà chưa thấy nó nói với ba mẹ Về chuyện tình cảm gì cả Tình như ngầm hiểu Cô bần thần đứng đơ ra đó Cảnh hân trước mọi sắp xếp tình cảm mà ông bà Nhâm thì luôn chống đối, thậm chí quyết liệt. Nếu cô đi gặp mặt, anh cũng có cách khiến đối phương không được phép có tư tình gì. Nhiều lần như thế khiến ông bà càng lo. Bà Thanh ướm thử cái áo lên người cô, rồi sau đó nói nhỏ. Con ở nhà gần gũi với nó hơn, anh em chắc sàn sàn tuổi dễ nói chuyện. Này, thử hỏi xem nó có để mắt tới ai không con? Mẹ lo chứ, ba con lại càng lo. Thực không nói nổi, thằng bé là độc tôn của Nhâm Thị mà. Cô biết lý do thật đằng sau đó là gì Là bản thân cô ngăn cản mọi tiền đồ của Hân Khiến anh trái tính Mà cả gan chống lại nhiều sự mặc định của ông Đôi lúc tình như cũng hỏi chuyện này với nam nhân Anh có bông đùa, có nghiêm túc Chắc nịch đáp lại Tôi nói rồi tình như Ngoài em ra tôi không động tâm với ai đâu Làm vợ của tôi cũng chỉ có em thôi Cô có chút cảm động Nhưng nghĩ tới đại của cô nhăn mày Em hỏi thực lòng đấy, ba mẹ lo cho anh nhiều mà anh không thể sắp xếp đi gặp mặt một cô gái nào khác hay là tìm hiểu ai à? Anh khoanh tay, dờ dờ lên hàng lông mày đầy trầm ngâm. Từng lời nói ra vẫn khẳng định như vậy. Chắc ba mẹ nhớ em thăm dò tôi, nhưng mà tình như tôi đối với em ra sao, em không rõ hay sao mà lại khuyên tôi đi tìm người khác. Cô Liếc nhìn nơi khác. Đối với câu hỏi này của anh, cô hỏi quá nhiều. Cô muốn khẳng định chắc tình cảm của mình, nhưng đây là mối quan hệ giấu diếm. Cô có thể làm vui lòng anh nhưng không biết phản ứng của ông bà nhâm thế nào anh đi lại áp sát cô và thành lan can gió đêm thổi qua làm mát dịu xung quanh nhưng đặc quánh không khí giữa hai người hân thở dài khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi tình như tôi yêu em nhưng em có đáp lại tình cảm này không dù chỉ một chút thôi yêu tôi một chút cũng được không cần nhiều cô chắc trong hai tháng đầu thai kỳ nhạy cảm mới đó liền xúc động mắt đỏ hoe rồi vòng tay thực chặt lên cổ anh sao có thể không yêu Cạnh hơn à Sao em có thể không yêu anh Anh nghe câu này còn hơn cả sự khẳng định sáo rỗng Mà như đáp trả Có em có yêu anh Anh siết chặt cơ thể mảnh mai vào người Anh yêu chiều nói Vậy là đủ rồi tôi chỉ cần em yêu tôi Mọi thứ khác tôi còn sức lực nhất định che chở cho em Đến hơi thở cuối cùng cũng dành cho em Đêm đó thanh tịnh gió mát Anh đối với bao sóng gió trong lòng Bao áp lực hiện thực cũng chịu buông bỏ Mà yên giấc trong vòng tay tỉnh như Mỹ tâm nhắm nghiền anh đang ngủ rất sâu, yên tâm hơn bao giờ hết. Ngược lại, cô chưa nhắm mắt nổi. Buổi nói chuyện giữa ông Thành và Chu Cầu, lời tâm sự của mẹ Thanh để sự chống đối của Cảnh Hân với Nhâm Gia, tất cả như dồn ép cô thành một gánh nặng của gia đình. Cô vuốt chân tóc của anh, nước mắt chảy dài xuống. Cảnh Hân à, em yêu anh, thế nhưng mà lại gây phiền cho anh. Xem có thể để mình vô dụng chờ đợi anh gồng mình chống đỡ chứ? Tỉnh như cô ông thực sát anh vào mặt bụng phẳng của mình. Hai tháng mang bầu có thể nghe tim thai Cô muốn anh có thể cảm nhận một chút Đó là con của hai người Nhưng hoàn toàn mơ hồ Vì muốn nghe rõ thì cần thiết bị khám hiện đại Nhưng thôi thế cũng được Vì sau này anh và cô không biết còn hữu duyên để gặp lại Trở lại thực tại Cô bình tĩnh kể mọi chuyện với Ngọc Khuôn mặt buồn rầu khó tả Lời nói cũng nhẹ bẫng như tâm trạng muốn buông xuôi như bây giờ Ngọc như người bạn thấu hiểu chân tình anh lặng lẽ ngồi nghe lời giải bày của nữ nhân chỉ là đứng bên ngoài nên không hiểu hết được nỗi khổ tâm sau cùng cô cười nhị đáp vậy là anh hiểu rồi đấy anh có thể cho rằng em hèn hạ và vô tình đến bao nhiêu anh cũng vẫn chăn trở thì cứ cùng cảnh hân dũng cảm một lần đi hay là ông bà nhâm thương em như con gái ruột dù ban đầu không chấp nhận nổi nhưng chắc chắn sẽ không đoạn tuyệt với em đúng không Ngọc không nói gì gằm mặt nhìn cốc trà nóng bên dưới cô đúng là đọc phách vị lòng anh cô nhìn biểu hiện này thật biết câu trả lời anh không cần thấy mấy suy nghĩ của mình về em thật tệ em thấy người ngoài đánh giá như thế là đúng đấy nhưng em nói rồi em yêu cảnh hơn, nhìn chỉ ngáng đường của anh ấy thôi và cả nhâm da nữa dù tình yêu lớn thế nào không thể ích kỷ cho cảm xúc cá nhân được ngắt nghỉ một đoạn ánh mắt cô chân chân nhìn đống lửa như gợi thêm bao tâm sự khi đã yêu người ta anh luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với người ấy Em cũng thế Em muốn mọi điều tuyệt vời nhất đến với cảnh hân Không chỉ anh ấy mà cả ba mẹ Nhưng em không có gì cả Còn anh ấy thì khác Không chỉ là tình yêu đơn thuần với em Sau lưng anh ấy là ông bà Nhâm Là sự gắn kết các mối quan hệ cộng tác lâu năm Là sự phục tùng của người dưới trướng mình Là cả sự phồn vinh Của tương lai nhâm thị sau này Cô cười khởi rồi bông đùa Bây giờ không còn em nữa Anh ấy dần quen với điều này tìm được một cô gái có gia thế xứng với mình hai gia đình nâng đỡ cho nhau rất nhiều làm người cho nhâm gia thấy vị phu nhân này có quyền lực biết bao quan trọng hơn cả để chế ba gây dựng sẽ trường tồn trong khi đó tại trong nước từng bức thư được gửi đi cẩn trọng sớm thôi cảnh hân và ông bà nhâm sẽ nhận được lúc ấy biểu hiện của họ ra sao khó đoán ông bình cầm chiếc điện thoại của tình như nhìn một lượt rồi thả mạnh dưới nền đất Chiếc búa tạ cầm vung lên Rồi đập một nhát rền vàng Thiết bị đó nát tươm không còn cơ hội sửa chữa Sáng hôm sau Bác từ sớm ngồi vất vưởng trong phòng khách vẻ đầy hào hứng Cầm trên tay bức thư của tình như gửi Thấy cảnh hân từ trên bậc thang xuống Thì hớt hải chạy lại Cậu chúa đoán xem thư ai gửi Anh thở dài chỉnh áo vest Rồi nhạt nhòa hỏi Lại sao Bác cầm bức thư đung đưa Hì, cô chủ nay không gọi điện nhắn tin Chuyển qua viết thư để tình cảm hai người mới mẻ hơn hay sao Cái kiểu liên lạc từ thời xa xưa Thế mà thấy lãn mạn đến lạ Hân nghe nói như thì sốt sắng Hôm qua túc trực chiếc máy đọc tin nhắn rep lại Chỉ thấy vài lời phiếm lạnh nhạt Hôm nay cô gửi thư khiến em khó hiểu quá Trước hết Phải giật lấy bức thư xem tiểu thỏ của anh Rốt cuộc bài trò gì Bác trạch hóng hớt cũng chỉ dám đứng từ xa Chờ đợi cảnh hân đọc xong Thì treo đùa chuyện tình trích bông này tiếp Về mặt anh ban đầu bình thản Một mặt giấy thư dài Nét bút đen mềm mại rõ từng con chữ Bác trông về mặt đờ đẫn của cậu chủ Thì bồn chồn không thôi Cảnh hân đọc 5 phút Anh giả vờ ẩn nhẹ người anh Này cô chủ viết gì mà như buồn ngại thế Cậu đọc xong đơ ra đấy à Bất ra cảnh hân buông thõng bức thư Tờ giấy rơi lạt phạt dưới nền đất Khuôn mặt anh bình thản Đôi mắt vô hồn đến lạ Bức thư này cậu lấy lúc mấy giờ Bác thản nhiên cầm lên đọc Sáng nay 5 giờ tôi qua hòm thư Hình như được thả từ dạng sáng ấy, Có hơi ướt mép Chắc là do cơn mưa nữa Bác khí hửng Nào đào đọc xem Cảnh hân Xin đọc từng dòng chữ này của em Bằng sự bao dung và bình tĩnh Em đang ở một nơi xa Anh ban đầu muốn hào hứng Tìm vài con chữ treo gạo cậu chủ Mà sau cùng như hiểu nội dung bức thư Dẫu không nổi sự bàng hoàng Mà lý nhí đọc riêng cẩn trọng đọc lại rồi lắp bắp cảnh cạnh cạnh thành hân đây, đây là anh ngồi bệt dưới cầu thang chưa thoát khỏi từng dòng chữ cô viết chỉ tay làm lè điện thoại gọi mấy cuộc nhưng không nhận được phản hồi thuê bao cũng báo số sim đã bị hủy mống điện thoại của bác vang lên là bà thanh gọi Mới bắt máy nghe giọng bà nước nở bác ơi hân nó có ý cùng chỗ với con không mau lên mau lên ta cần gặp nó sao không gọi được cho nó thế này cả cái như nữa bác dối bời run run đưa máy cho cảnh hân khuôn mặt anh đằng đằng nhìn vào không trung con đây mẹ bà thanh như muốn nụ tung bà như hét bằng tất cả sức lực trong điện thoại kèm với tiếng khóc nấc bức 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 thư Còn với cái tình như ôi trời đất mẹ chết mất nó bỏ đi rồi mẹ chẳng hiểu gì cả hai đứa muốn giết mẹ đấy à anh day day chán ánh mắt nhắm nghiền rồi dối trí nhìn phía trước anh nghiến hàm răng mạch lạc bây giờ con về nhà ngay mẹ bình tĩnh đi Cả ngày đó nhầm ra đến sáo xào Bà Thanh cuối cùng cũng biết sự thật Ông Thành thì đã liệu từ trước Chỉ là không ngờ tình như chọn cách này để rút lui Cảnh Hân ngồi trước mặt ba mẹ Không kiêng rẻ kể ra mọi chuyện Đến giờ có hỏi ông bà có trách cứ hai người họ không Thì cũng chẳng quan trọng Chỉ biết bà Thanh liên tục dối bời Vậy vậy mong tìm con bé về đi Chuyện khác giải quyết sau đi Nói rồi bà cũng ngất lịm Chuyện chồng thêm chuyện Ông nhầm muốn bình tĩnh giải quyết cũng không được Ông chạy vội gọi bác sĩ vẻ mặt ông đầm đầm để khó coi Để y tá chăm sóc vợ Rồi ông quay lại thư phòng Cẩn thận đọc dòng thư tay của Như Cả bức thư cô bày tỏ lòng biết ơn Cầu xin sự tha thứ của ba mẹ Trên những chuyện cô làm Thực tâm mong mình không trở thành gánh nặng cho nhâm gia Ông nhâm thế thành Đối với từng dòng chữ này nhớ tới một chuyện Có vẻ ba hiểu Sao con bé đường đột đến vậy rồi Cảnh hân ngồi im lặng đối diện Khuôn mặt anh không rõ biểu cảm gì Chỉ thấy đôi mắt buồn thất vọng Đã tỏa ra xung quanh Khuôn miệng anh trùng xuống chẳng muốn mở lời Hai tay đan cấu vật từng da thịt Ông Thành hiểu tâm tình của con Chuyện của mấy tháng trước ấy Có lẽ nghe được lời chu cầu nó với ba Cho nên khiến con bé nó mặc cảm Và suy diễn nhiều vậy Cảnh hân bước ra ngoài Từng được khí nóng phả lên khuôn mặt anh Bác đứng dựa vào xe cũng bồn chồn không đứng vững anh tiến sát lại xe Đang đang nhìn chung quanh rồi đập mạnh lên vòm xe Thực không thể kiên nhẫn nổi nữa rồi Có mẹ nó Đây là chuyện gì chứ hả Tình như em trêu đùa tôi đấy à Anh quay ra chỉ bảo Bác cậu mau tìm đi Tất cả các chuyến bay ga tàu phương tiện đi lại Mọi số nhà ngóc ngách Cả kẻ lén gửi bức thư này Nhanh nhanh tìm cho tôi Bác nghe tức khắc nghe theo dáng chạy thôi thúc cho thấy sự rối loạn Trong tâm trí là không kém Cùng lúc đó cơ mưa xối xuống anh đứng sững, bước chân cũng không nhắc được Anh thầm cảm thán thiên nhiên cho thời tiết hiện tại Tình như rời đi Cũng như cơn mưa này vậy Chẳng báo trước tí nào Từng hạt cứ thế rơi rất nặng hạt Nó gây đau đớn cho người đứng dưới cơn mưa Hay chính là những người ở lại Một tuần sau Lý Bình nhìn chung quanh Đi vào siêu thị nhỏ gần đó Ánh mắt cẩn trọng dò xét mọi nơi Và đôi tai cũng nghe ngóng nhiều thứ hơn bình thường Dĩ nhiên công sức anh bỏ qua trong một tuần này không phải vô ích Đã một vài chuyện Họ chưa tìm thấy cô gái đó à Thành phố nhộn nhịp như thế Nhưng nhìn xem đi đâu chúng ta cũng phải trả lời vài câu Nhâm thị từ trước giờ luôn kín tiếng Để chút thông tin mọn không rõ Tin đồn có loan ra ngay lập tức dập tắt Nay vì một cô gái xáo xáo lặn hết cả lên Nghe nói là người quan trọng mà Ngay cả thiếu gia nhâm thị cũng đi tìm mọi nơi đấy Lấy bình thở dài Mọi chuyện họ nói đều nằm trong lòng bàn tay anh Một tuần trôi qua dĩ nhiên nhâm ra chưa nguôi cuộc tìm kiếm Nhất là cảnh hân Hầu như bỏ rất nhiều công sức Lý Bình ra thanh toán rồi tiện bắt chuyện Xin lỗi các cô tôi chỉ vô ý thôi Tôi nghe được đoạn hội thoại của các cô ấy Có chuyện gì ở thành phố này thế Tôi là khách du lịch tới đây Một cô gái lanh tranh trả lời Bí mật Mãi tôi mới kiếm được đấy Nói rồi cô đưa tấm ảnh trên máy điện thoại Là hình hồi sinh viên của tỉnh Như mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt rẻ trẻ trung cô mấy năm qua để nguyên cái kiểu này chỉ là bây giờ đã khác một milinka sepia mái tóc cắt ngắn layer cơ thể mũm mĩm vì cái bụng nhô dần lý bình cười nghe bọn họ kể vài chuyện chuyển qua chuyển lại người này người khác anh rời khỏi siêu thị ngày đó có người đàn ông mặc vest chỉnh tề chạy lại mời lý bình điếu thuốc nhưng anh từ chối đành đưa ra tấm ảnh anh ta hỏi màn phép thưa anh cô gái này anh có quen hay từng gặp không không là ai thế Người đàn ông cười nhẹ Giấu lại tấm ảnh trong túi áo Lấy chút tiền rúi vào tay Lý Bình Trời giọng thân thiện vừa rồi thay đổi 180 độ Không ai cả Nếu anh biết xin báo cho chúng tôi Tiền anh nhận được cho thông tin có ích của mình Sẽ là tấm chi phiếu có nhiều chữ số không Đơn vị triệu đô Một tuần rong rủi vậy là đủ rồi Lý Bình lên máy bay trở về thành phố Mọi thông tin anh ghi nhận đã chuyển sang sách cho Ngọc và Như Theo cách an toàn nhất Thời gian trôi qua vẫn vậy Cuộc tìm kiếm của nhâm thị ở nơi cô du lịch Như là con chuột đào bới tung lòng đất Cái sới tới tận gốc không tha Một thành phố tráng lệ phát triển Nhưng thế lực nhâm thị tung hoành khắp mọi nơi Tật thải tìm bằng được tung tích của tỉnh như Ít nhiều cũng gây phiền hà tới người dân nơi đây Thế rồi hơn 6 tháng trôi qua Ngọc cùng với bà Alina bước vào một ngôi nhà sau trận tuyết lớn Milinka tử trong bếp mau đi ra đỡ chút đồ họ mang về Cơ thể trước giờ nhỏ nhắn, bây giờ khệ nệ hơn nhiều, cái bụng bầu 6 tháng đã lớn như những tuần cuối thai kỳ. Để giải thích cho điều này, vị bác sĩ ở bệnh viện nói, cơ thể cô vốn nhỏ bé, hiện tại cái thai quá lớn, trong mấy tháng đầu vì được chăm sóc bằng các loại thực phẩm dinh dưỡng thuốc bổ nên có chút tích chữ. Bà Alina là người gốc châu Á, 25 tuổi bà sang Serbia và gặp định mệnh của mình tại vùng đất này. Ngặt nỗi trong bà mất sớm, hai người cũng không có duyên có con. Từ đó tới giờ bà sống cô độc một mình ở đây Là chỗ thân quen của Ngọc Nên anh nhờ bà chăm sóc Milinka Trong khoảng thời gian sắp tới Như đưa hai tách trà nóng hỏi nhỏ Chuyến bay lúc mấy giờ thế à Ngọc Anh cười nhẹ Sớm thôi buổi sáng ngày kia Nhưng về tới thành phố của mình chắc cũng đêm mù mịt Anh đưa tay gại gần chiếc bụng lớn của Milinka Bàn tay run run hào hứng không thôi Nếu cảnh hân biết Ngọc bỗng chốc im mặt Sợ nhắc lại người xưa khiến cho cô suy nghĩ Tuy nhiên cô vẫn thoải mái đón nhận Ngọc à, anh nói tiếp đi chứ Anh ái ngại gãi đầu Ánh mắt chiều mến nhìn vào cái bụng lớn của cô thủ thỉ Nếu là một người cha Anh sẽ rất hạnh phúc Anh nghĩ là cảnh hân cũng thế Ba Lina vốn không hiểu nhiều ngữ cảnh Trong cuộc đối thoại của họ Bà chỉ có thể nói vài câu giao tiếp Cho đến bây giờ Bà chưa rõ về hoàn cảnh của tỉnh như Bà cũng không khỏi tò mò hỏi sâu Chỉ đơn giản chăm sóc Và giúp đỡ cô như người bạn Milenka cười tươi liếc xuống mặt bụng nhô cao Mùa đông kết thúc Mùa hè có tới vẫn khiến nơi đây lạnh lẽo Trong suốt 6 tháng vừa rồi Thông tin về cảnh Hân là không nhiều Chỉ biết anh ra sức tìm kiếm Mà ông bà Hân cũng vậy Có vẻ bọn họ chưa ngồi ý định ấy bao giờ Lúc này ông Thành ngồi trong khoang phòng ngập mùi khói thuốc Không phải của ông mà là của cảnh Hân Căn phòng hàng ngày sạch sẽ thoáng đáng Thế mà giờ đây ngột ngạt đến bức người ông căng thẳng không kém con trai mình liền lẩm bẩm thời gian đúng là không chờ đợi một ai sáu tháng rồi trong suốt thời gian vừa rồi không nơi nào thiếu dấu chân của nhâm thị việc này tác động rất lớn tới danh tiếng và công việc của đế chế vốn kín tiếng tuy thực lòng quan tâm tin tức của tình như nhưng ông thành không thể tiếp tục để con trai lấn sâu vào công cuộc tìm kiếm vô ích biết là không nên nhưng cũng đành hỏi cảnh hân bao giờ con định dừng lại anh hết điếu này đến điếu khác Anh nhàn nhạt trả lời Để khi nào con tìm được tình như Ông Thành vò đầu thực lâu Ngạt nỗi một phần chuyện này Do cuộc hội thoại hôm đó của ông và Chu Cầu Sau cùng ông buông xuôi khuyên nhủ Thôi được rồi Con cân bằng cả hai việc đi Đôi khi lãng quên điều gì đó cần một thời gian Tự khắc ta sẽ thu hút được thứ đó trở lại Theo một cách không ngờ tới chăng Trong khi đó Chu Cầu đi đi lại lại trong căn phòng Xả tức với tên đàn em Mẹ nó chứ, hơn 6 tháng rồi Nhâm cảnh hân vẫn cố tình tìm được con nhãi đó à Tên đàn em tuy giữ chướng chu cầu Nhưng cũng thẳng thắn Anh chu cẩn thận lời nói Chúng ta gọi là cậu chủ và cô chủ chu cầu có lẽ giận quá mất khôn Nếu tên đó là con trai tao Tao thề đánh gãy chân nó Vì một đứa con gái bỏ mặc bản thân đến vậy Không chịu tiếp xúc với các mối quan hệ mới cho nhâm thị Phu nhân nhâm ra Sau này chẳng nhẽ không quan trọng Tên đàn em tên là khuất bá thở dài vốn là chỗ thân tình, nghe nhiều lời sỉ vả trong suốt bao năm của Chu Cầu, nhưng chưa bao giờ thấy ông có thái độ bài xích đến vậy. Bá không muốn tham gia vào vụ đàm tiếu này. Cảnh hơn có tìm kiếm hay lục soát đó là việc riêng của anh. Có giao nhiệm vụ cho cấp dưới làm theo thì lương thưởng đầy đủ. Cô chủ tình như cũng là người lễ phép, được dạy dỗ cẩn thận, cử chỉ nhã nhặn, lại là con gái ruột của Tư Huấn. Hai con người họ không đáng để những kẻ cấp dưới như Chu Cầu hay bất kỳ ai. Nguyễn đã thề trung thành với nhâm thị ở đây chỉ trích. Bá dò hỏi Anh có vẻ không ưng cô chủ à Chuyện vỡ lở ra Cô cậu chủ có tình cảm với nhau Anh Hân đi tìm vợ có gì sai đâu Chu cầu nghe đến đây tức sôi máu Thẳng tay ném cái cốc vỡ choang dưới mặt sàn Vỡ Mày gọi nó là vợ của thiếu gia nhâm thị á Hàm hồ Tao gắn bó với đế chế này gần 30 năm Nhâm cảnh Hân dù tài giỏi hay độc bá thế nào Cũng cần một hậu phương vững chắc Phải tương xứng một chút chứ Như vậy nhâm thị mới càng vững mạnh được Bá thở dài Chu cầu đây là sai lầm lớn nhất của anh Tư tưởng của anh như thời phong kiến ấy, Hoặc các vị vua hoàng hậu ngày xưa lấy nhau vì chính trị Bà rời đi Trên đường bắt đầu băn khoăn thái độ chu cầu Có là chỗ anh em thân thiết Chỉ cần này suy nghĩ đồ bất chính Thì bạn cũng thành thủ Anh lấy trong túi cái điện thoại gọi tới dãy số Người kia bắt máy rồi nghe anh báo lại Anh Chu thực rất là Vẫn là thái độ bài xích như thế Em thực không rõ tại sao anh ấy căm ghét cô chủ đến vậy Người nghe máy không ai khác Chính là cảnh hần anh gật gù rồi ngắn gọn ra lệnh Tiếp tục theo dõi Từ lúc xem camera đoạn hội thoại Giữa Chu Cầu và ba mình Anh thấy rất lạ Đúng là Chu Cầu là tên tâm phúc trung thành Các ý kiến đóng góp trước đây luôn khách quan và lý trí Duy có mỗi lần nhắc tới tình như Là một lần Chu Cầu không kìm được vẻ khinh ghét Nhắc tới Tư Huấn cũng vậy Ngày xưa giữa Tư Huấn và Chu Cầu Kẻ tám lạng người nửa cân Đều ra sức cống hiến cho nhâm thị Phải chăng Tư Huấn được lòng gia đình họ nhâm hơn hẳn Vì bản chất thật thà Chu cầu lại có tính khôn lỏi Từ huấn mất đi Cái bóng ông để lại khiến chu cầu mặc cảm Dù tận lực thế nào cũng tự bản thân cảm thấy chưa bằng Có lẽ vì lý do này Trông thấy tỉnh như Chu cầu không có ấn tượng tốt đẹp Ngày ấy cũng tới Tại bệnh viện thành phố Bà rối rồi dám đứng ngoài hành lang Điện thoại túc trực luôn cầm trong tay Tháng thứ 9 thai kỳ Cái bụng to chiếm nửa trọng lượng cơ thể Ngặt nỗi ngọc về nước 3 tháng trước anh lấy cớ đi công tác tới Serbia Mỗi chuyến đi giới hạn nhiều nhất 6 tháng Thời gian trên chiếc đồng hồ hành lang bệnh viện Trôi qua từng giây từng phút Cuối cùng thì cánh cửa phòng mở ra Nữ y tá nói ngôn ngữ Serbia đầy nhị nhàng và vui mừng Chúc mừng một đứa bé khó khỉnh ra đời khỏe mạnh Cô Milinka hiện nằm nghỉ Đứa trẻ sẽ được chúng tôi vệ sinh một chút Bà Alina phấn khởi khôn nguôi rồi liên tục nói Cảm ơn cô, cảm ơn các vị rất nhiều mình lên ca trải qua cơn đau đến chết đi sống lại Nhưng kết quả đền đáp Con trai cô được sinh ra khỏe mạnh Đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo Tiếng khóc lớn thé lên không ngừng trong khoang đỡ Các vị bác sĩ y tá thật chu đáo Họ chăm sóc mẹ con cô thật tận tình Tin báo đã rất nhanh gửi về cho Ngọc và Bình Họ vui đến khôn xiết Ngày tức khắc liền quyết định Milenka chúc mừng em Hai mẹ con đều bình an Ngày kia Lý Bình bay đến để chăm sóc em Milenka nghe vậy bất ngờ đáp không cần đâu mà Suốt thời gian qua Anh Ngọc ở bên này Bây giờ Lý Bình lại sang đây Em lấy đi quá nhiều thời gian Mà đáng lẽ là của hai người ở bên nhau ấy Lý Bình lanh tranh Lấy chiếc máy điện thoại từ tay Ngọc vui vẻ nói Milica lại giọng văn đó rồi đấy Em nhớ Hai anh từng hứa chăm sóc cho em như em gái Và lời hứa khi đứa trẻ sinh ra Có anh và Ngọc như người thân ruột thịt Trong khi đấy Cảnh hân về căn biệt thự trong sự cô độc Anh chậm rãi từng bước chân đi lên cầu thang rồi dừng lại vì giọng nói của bác Cậu, cậu chủ Anh trầm ngâm im lặng Chờ tiếp những lời nói cô ý khuyên ngăn của bác Cũng gần một năm rồi Khoảng ba tháng nữa là Tết Cậu nghĩ sao nếu về lại biệt phủ nhâm gia Ở cùng ông bà chủ Kiểu không khí sẽ thay đổi Ít nhất có người này người kia không như hiện tại Hân quay lại đối diện bác Khuôn mặt anh hốc hác dáng vẻ vẫn cao lớn và ngang tảng như vậy Chỉ tiếc là phong thái có chút bại hoại Hậu quả của thời gian dài Tha lê thân xác khắp trốn như kẻ tha hương cậu thực Anh cười nhẹ Cậu không nhắc tôi quên mất thời gian qua đi dài tới thế Bác chắp tay sau lưng Đây là lời nói mới mẻ Thoáng đáng nhất sau gần một năm qua Trong cuộc giao tiếp của họ Chỉ toàn về công việc và tìm kiếm tình như Anh hào hứng đi lại kể thêm Lúc nãy trên đường về cậu để ý không Các bà bán hàng trang hoàng dợp màu đỏ Họ biết làm vui mắt người qua đường quá Cảnh Hân theo thói quen tiện tay lấy bao thuốc Ánh lửa nhỏ nhoi phừng lên châm điếu thuốc Như hy vọng của anh với cuộc tìm kiếm này Càng tuyệt vọng Nhưng vẫn luôn nung nấu ý định không ngừng Bác thấy vậy mới ngừng lại Anh có thể hút thuốc Nhưng ngặt nỗi ngửi mùi khói thuốc từ người khác lại ho sặc sụa dáng vẻ lẩn tránh Giống hệt tình như Cảnh Hân bất giác bông đùa Cậu giống cô ấy nhỉ Mỗi lần tôi hút thuốc liền chạy đi thực xa Bác nghe vậy xa sầm mặt mũi anh vốn dĩ muốn điều chuyển cuộc trò chuyện theo hướng khác Tốt nhất không nên nhắc tới cô chủ tình như Trong vài khoảnh khắc hội thoại ngắn ngủi Kẻo sẽ khiến Cảnh Hân thêm tệ bạc Anh Toàn hỏi gì đó Cảnh Hân lại tâm sự Như cực kỳ ghét khó thuốc lá Mỗi lần tôi hút cô ấy chu môi lên lý sự với tôi Thật là chua ngoa Sau đó tôi cai thuốc Hơn 5 năm không động tới Chỉ để làm cô ấy thoải mái Anh đưa lên hít hơi dài Hít sâu vào phổi Rồi nổi cơn ho rền vàng Bác thẳng thốt chạy lại nghiêm khắc Thôi được rồi đừng có hút nữa Đưa tôi vứt đi Hân buông thả Mấy nụ cười nhếch lên như chế giễu bản thân Lời nói thì như đùa Tôi hút nhiều thuốc để cô ấy đang ở đâu đó Sẽ là ở trước mặt tôi khuyên can tôi Cậu nghĩ kế hoạch này có hay không? Bác đối với câu hỏi này chẳng muốn trả lời Ngôn từ của cảnh hân như kiểu kẻ điên mất trí Bạn ngày vẫn tỉnh táo sáng suốt hơn thường Năng suất bật lên bất ngờ từ ngày cô bỏ đi xử lý mọi công việc rất chi là gọn ghẽ về tối thì khác biến mình thành kẻ tồi tàn chút bỏ đi về bề ngoài hào nhoáng để sống thật với lớp thân mục nát như kiểu bị mối bào mòn tận xương tủy khi về đêm ấy bác nhăn mày thẳng thường nói tôi nói nhiều lần cảnh hân à cô ấy đã bỏ đi đã bỏ đi thì sẽ có sự chủ động kế hoạch vạch ra sẽ thật tinh vi chúng ta tìm kiếm có khi cũng chỉ vô ích anh đối với lời bộc trực này của bác đâu phải không biết chỉ muốn che giấu đi để lừa dối chính mình Anh cúi đầu nhìn xuống nền đá Sau đó thẳng thừng quay vào nhà Giọng nói cũng khả khái hơn Thôi cậu về đi Mai chúng ta có cuộc họp Và các bạn thân mến Đến đây thì nội dung của tập truyện đã kết thúc rồi Nội dung tiếp theo như thế nào Chúng ta sẽ cùng đón nghe Ở tập 6 cũng chính là tập cuối của truyện nha các bạn Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn